Jen xin gửi lời chào yêu thương đến tất cả ông bà, cô, chú, bác, các anh chị và các em ở bên trang Facebook và bên YouTube. Bữa nay lại bắt đầu một cái tuần mới nữa, Jen được gặp lại cả nhà yêu thương của mình. Đầu tiên cho Jen hỏi thăm sức khỏe của ông bà, của anh chị và các em trước. Rồi sau đó Jen cũng chúc tất cả cả nhà yêu thương của mình một cái tuần mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình của mình và luôn bình an và thân tâm an lạc. Ông bà, các anh chị, các em rất là nhanh, hai ngày cuối tuần nó trôi qua rất là nhanh, và Jen cũng được các cô chú bác, anh chị em gửi những cái tin nhắn và email rất là nhiều. Một bên đó là muốn Jen gửi sách của bác Út Bịch Lan đến, một bên là gửi những tin tức nóng hổi cho Jen đọc. Cho nên sẵn đây cho Jen gửi lời cảm ơn đến tất cả ông bà, cô bác, anh chị, các em đã luôn quan tâm đến bé Jen ha. Cô bác, anh chị biết không, ngày hôm qua tức là chủ nhật, bữa nay là thứ hai bên Mỹ, bên Việt Nam là sáng thứ ba rồi phải không? Jen nhận được những cái email các anh chị nói cái vụ mà ở đất nước Sri Lanka, và Jen nhớ hồi mấy tháng trước chúng ta đã nói với nhau về vấn đề đó, và chúng ta cũng nói rằng sau đó sẽ còn thảm hại hơn nhiều, và đúng thật như vậy. Hôm cuối tuần vừa rồi Jen có chia sẻ chút xíu về cái đất nước Sri Lanka, và ông bà các anh chị thêm còn nhớ lúc mà Nga xâm lược Ukraine, Jen có làm một cái buổi live stream, Jen nói là từ cuộc chiến Ukraine nhìn về quê hương Việt Nam. Có anh chị còn nhớ không? Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào đất nước Sri Lanka để nhìn vào cái gì? Để nhìn thấy một cái cơn ác mộng, và Jen có thể gọi là cơn ác mộng của tất cả những kẻ độc tài, những kẻ tham nhũng của băng đảng Cộng sản còn tồn tại trên cái hành tinh này. Đây là cơn ác mộng của bọn chúng đã bắt đầu. Vì sao Jen nói vậy? Bởi vì hồi trước giờ đó, 47 năm khi mà bọn Cộng sản Bắc Việt cướp miền Nam Việt Nam, thì cho tới giờ này nó cứ lình bình và nó sống, nó vẫn ăn trên xương máu của đồng bào. Và như Jen nói hồi hôm thứ Bảy tuần rồi, nó rất là sợ chiến tranh, nó rất sợ bất cứ một cái bạo động nào của bất cứ nước nào, chứ không riêng gì nước Việt Nam gì hết. Vì sao vậy? Bởi vì nó rất là sợ bất cứ một cái đất nước nào đó nó đánh động lòng dân. Bởi vì cô anh chị em thấy không, nhìn cái đất nước Sri Lanka bây giờ đã tan tành rồi. Và cái ông mà trên thủ tướng trên màn hình của Jen đó cũng đã bỏ chạy mất rồi. Và người dân, những người dân tay lao động đó, họ không thể nào mà có thể im lặng được nữa. Họ đã tràn vào cái dinh tổng thống, và khắp nơi, khắp trên các đường phố đã loạn. Thì cô anh chị em thấy trong nước Việt Nam chẳng bao giờ được báo đảng, báo hại, báo đời nó tung lên những cái tin này. Nhưng mà bây giờ thời đại của thế kỷ 21 rồi, thời đại thông tin rồi, Jen rất là mừng, bởi vì người dân Việt Nam mình cũng được tiếp cận với thế giới bên ngoài để mà nhìn thấy những thông tin chính xác, mà bọn báo đảng, báo hại, báo đời nó sẽ không bao giờ đăng những cái tin này, bởi vì nó rất là sợ. Và Jen nói hôm thứ Bảy là vậy, nó rất là sợ cuộc chiến Nga và Ukraine này, bất cứ một cuộc chiến nào xảy ra, bởi vì nó chỉ muốn sống cho êm ả. Nó không muốn cái gì đó đánh động lòng người hay là thay đổi trật tự thế giới gì cả. Nó chỉ muốn cứ hoài hoài như vậy để nó tiếp tục hút máu đồng bào của chúng ta. Và nó làm tay sai cho bọn giặc Tàu để nó biến Việt Nam thành một tỉnh lỵ của Tàu Cộng trong tương lai. Ông bà, các anh chị em thấy không? Người ta nói rằng làm gì làm cũng không qua được ông trời. Và Jen tin điều đó. Jen tin điều đó. Chính vì cái lòng tin nó rất là mãnh liệt ở trong cái dòng máu của Jen rồi. Cũng như những cô chú bác anh chị em luôn vẫn tin cái điều đó. Bởi vì khi mà sau cái chết của ông Shinzo Abe, thì Jen đã nhận được rất nhiều email nói với một cách phỉ báng, và nói rằng thấy chưa, nhân quả gì chứ, người tốt thì sẽ vậy, còn kẻ xấu thì cứ sống hoài. Nhưng mà cô bác anh chị các em đừng có để ý những lời đó. Chúng ta vẫn vững tin trong khi mà cả thế giới đã và đang đau buồn vì cái chết của ông Shinzo Abe. Không những là những cái nước Mỹ, tất cả những cái nước lớn trên thế giới họ đều chia buồn với người dân Nhật. Thì chúng ta quay qua cái bọn Trung Cộng, ông bà các chị em thấy không, nó ăn mừng ở những cái quán mà club đó, quán bar đó, nó còn để hình của ông Shinzo Abe lên và nó nhảy múa. Và những cái quán ăn bình thường nó cũng mua một tặng một ha, mua hai tặng một gì đó để mà mừng cái kỷ niệm cái chết của ông Abe. Thật sự là ông bà các anh chị em, cho nói điều này thôi, một cái đất nước
dưới một cái chế độ man rợ, sản sinh ra những con người mất nhân tính. Nó không những là qua cái chết của ông Shinzo Abe không đâu. Bởi vì trên nhớ vào cái sự kiện mà 9/11 đó, 9/11 đó của nước Mỹ đó, thì bọn Trung Cộng cũng tràn xuống đường để ăn mừng hàng ngàn người dân Mỹ đã chết sau cái việc khủng bố ngày 11 tháng 9. Và cho anh nhớ nhiều lần khác nữa. Nó rất là ăn mừng khi mà nhìn cả thế giới, nhất là nước Mỹ hay bất cứ nước nào đồng minh của Mỹ mà có bị vấn đề gì đó là nó mừng. Đó là cái gì? Đó là cái một cái thể hiện cho toàn thế giới thấy được một cái đất nước được cai trị bởi một lũ man rợ mất nhân tính sẽ tạo ra những con người mất nhân tính. Và vì sao mà cho anh nói nhìn cái cuộc chiến, nhìn cái cuộc chiến Ukraine, nhìn về Việt Nam, rồi tới bây giờ nhìn cái đất nước Sri Lanka, thì chúng ta thấy cơn ác mộng của những kẻ độc tài, những kẻ mà tham nhũng, những cái thứ cộng sản còn sót lại trên hành tinh này, nó đã bắt đầu, nó run sợ rồi. Và trên cùng với ông bà của anh chị em, mình chia sẻ những cái thông tin này cho người dân trong nước được biết, bởi vì trên biết rằng cái loại báo đảng, cái thứ đó nó sẽ không bao giờ nó chia sẻ cho người dân trong nước được biết đâu. Và các anh chị có gửi cho anh nhiều, rất là nhiều tin, cũng rất là hay, nhiều lắm. Cho anh chỉ chọn lọc một vài thôi và cho anh chia sẻ để cho ông bà, các anh chị, các em cùng với cho anh mình cất lên tiếng nói qua cái vấn đề này. Khi mà chúng ta nhìn về cái cơn ác mộng của lũ độc tài, những cái lũ mà tham nhũng, cuối cùng rồi sẽ là gì? Cũng như cho anh đã từng live stream, cho anh nói là đẩy thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân, là cái chỗ đó. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy rất rõ, tất cả bất cứ quốc gia nào, sức mạnh lớn nhất vẫn là ở lòng dân, chứ không bao giờ qua được lòng dân. Chỉ có đất nước, cái thứ cộng sản nó mới coi thường con người, nó hạ thấp cái giá trị của con người, và nó không coi trọng con người, tức là nó không coi trọng đồng bào chúng ta, nó chỉ coi trọng cái băng đảng đó thôi. Và cô anh chị em thấy cái đất nước Sri Lanka cũng làm ăn với Tàu và cũng vay mượn nợ của Tàu, cũng ham hố cái này cái kia, rốt cuộc rồi đất nước sẽ tan hoang. Và nhìn về quê hương Việt Nam của mình, nào là đặc khu 99 năm, thấy không? Nào là cho thuê này cho kia, thuê kia, Thác Bản Dốc cũng mất, ải Nam Quan cũng mất, đảo Hoàng Sa Trường Sa cũng mất, thì trước sau gì nó cũng sẽ tới cái ngày cũng như đất nước Sri Lanka mà thôi. Tại vì cái này không phải là ngồi đây để đoán mò, bởi vì cha nói hồi nãy, trời không phụ lòng người đâu, ông bà các anh chị các em. Người đang làm nhưng trời đang nhìn. Bất cứ một kẻ nào mà gian ác, cho anh tin rằng ông trời sẽ nhìn thấy tất cả. Dù cho bây giờ nó có thể nó đang hả hê, nhưng mà cái kết quả của nó sẽ thật là thê thảm. Nó càng hả hê chừng nào thì kết quả của nó sẽ càng thê thảm chừng đó. Cho nên đừng có nhìn qua cái chết của ông Abe rồi bày đặt lập những kiểu là lương lẹo, lấp liếm đi cái sự thật. Nhân quả vẫn luôn hiện hữu đó, nó chỉ đến chậm thôi. Cho anh hay nhắc với ông bà các anh chị kem điều đó. Và cho anh có coi một cái đoạn video mà cho anh không tiện đem lên, chắc những cô chú bác cũng đã coi trên cái Facebook rồi hay là YouTube rồi. Cái dinh thự xa hoa của ông tổng thống, và nhìn đối lập với cái nỗi khốn khổ của người dân Sri Lanka. Rõ ràng là đám đông đã giận dữ và xông vào cái dinh thự của tổng thống. Hàng ngàn người đã xuống đường vào ngày 9 tháng 7 vừa rồi, vượt cái rào chắn của cảnh sát và xông vào cái dinh thự của tổng thống ở thủ đô Colombo, nhằm để mà yêu cầu tất cả các bọn lãnh đạo phải từ chức. Và mỗi ngày trôi qua, ông bà các anh chị các em biết không, Chen đã nói hồi mấy tháng trước rồi, người dân Sri Lanka thêm khốn khổ, họ ăn không đủ no, họ không có xăng để mà di chuyển phương tiện gì cả, cũng không có thuốc men để chữa bệnh khi có bệnh gì cả. Và một nỗi khốn khổ nó đã xảy đến. Tại vì Chen nhớ khi mà mình nói về cuộc chiến Nga và Ukraine đó, nó không phải là tự nhiên, nó đều có cái nguyên do của nó. Và cho tới giờ này, có một lần bác Úc có viết một cái bài viết nói là khi nào cuộc chiến này sẽ kết thúc. Thì đối với Chen là cuộc chiến này sẽ chưa kết thúc khi cái dáng cờ này đánh chưa xong. Và tất cả là phụ thuộc vào cái ông Zelensky. Bởi vì nếu ông yêu cầu, ông mà chấp thuận tất cả những yêu sách của bên Putin á, thì dĩ nhiên ông sẽ, cuộc chiến sẽ chấm dứt, nhưng mà đổi lấy một sự thất bại cho người dân cũng chính như ông tổng thống Zelensky. Nhưng mà
cho nó nhìn ra được cái tinh thần của người dân họ. Họ đã chiến đấu cho tới giờ này hơn 5 tháng rồi và vẫn tiếp tục chiến đấu, cho nên Trang có làm một cái buổi live stream, Trang nói là từ cuộc chiến Ukraine hãy nhìn về quê hương Việt Nam. Chúng ta nhìn cái gì? Chúng ta nhìn vào tinh thần của họ. Chúng ta nhìn vào cái tinh thần của một người tổng thống đang lãnh đạo quốc gia. Chúng ta nhìn vào từng người phụ nữ, từng bất cứ một người già trẻ nào của đất nước Ukraine để nhìn thấy tinh thần của họ khi mà giặc tràn vào nhà. Chỉ có một điều bất hạnh là như vậy, khi mà nhớ về Sài Gòn, quê hương Việt Nam của chúng ta, miền Nam của chúng ta. Các bác anh chị các em, nếu mà Trang nói, Trang quay ngược lại đó, mà nếu mà quê hương miền Nam của mình mà được viện trợ như bây giờ, như là đất nước Ukraine, thì bọn Cộng sản Bắc Việt sẽ không bao giờ có cơ hội để tràn vào miền Nam. Nhưng mà thật là một sự bất hạnh là vì miền Nam Việt Nam đã bị đồng minh bỏ rơi. Và bọn Cộng sản Bắc Việt trong lúc đó thì được vô số cái nguồn viện trợ về quân lực và tài lực của bọn Cộng sản quốc tế và bọn Tàu Cộng mới vào cướp được miền Nam Việt Nam. Cho nên chính vì vậy mà bây giờ chúng ta nhìn vào cuộc chiến Ukraine, để chúng ta nhìn vào cái tình hình của thế giới bây giờ, nó đã đi đúng đường. Chị sao cho nói vậy ông bà các anh chị em? Dù cho sắp tới đây sẽ có rất nhiều nỗi thống khổ, bởi vì khi cuộc chiến này càng kéo dài thì các bác anh chị em thấy bên Tàu Cộng bây giờ nó đã cũng bắt đầu run rẩy rồi. Kinh tế của nó đã có nguy cơ sụp đổ. Vì sao cho nói như vậy? Cho nhớ cho anh đọc một cái bài báo, các anh chị cũng có gửi cho Trang nữa, và rất là hay. Cô bác, anh chị, các em, bây giờ không phải là cái dịch bệnh China virus nó làm cho Tàu Cộng run sợ, không phải, mà bây giờ bắt đầu từ thiên tai là đã kéo dài từ hổm rày rồi, lũ lụt khắp nơi, mùa màng thất bát đủ thứ. Cho nên Trang đã từng chia sẻ là bọn Tàu Cộng nó đã âm mưu và nó đã mua một dự trữ, một cái khối lương thực rất lớn. Nó đã biết trước những gì nó sẽ phải trải qua, bởi vì cái mộng bá chủ làm thế giới nó chưa bao giờ nó ngưng lại. Cho nên các anh chị em thấy bên Việt Nam cũng vậy, nó đã qua Việt Nam và mua rất nhiều khoai mì, lương thực, cũng như là bọn Cộng sản Bắc Việt đã ban đêm ban hôm đã vận chuyển rất nhiều lúa gạo đi qua bên Tàu Cộng để dâng hiến cho nó, mà người dân ở trong nước không bao giờ được biết. Cho nên bây giờ cái ác mộng của bọn thứ mà cha nói độc tài đó trên thế giới này nó bắt đầu rồi. Thật sự ra nó đã bắt đầu từ lâu, nhưng mà tại vì khi mà chúng ta nhìn cái đất nước Sri Lanka thì chúng ta mới cho nó thấy rõ. Bởi vì nó có cái tánh là chắc nó đợi nước tới chân mới nhảy, chứ bình tĩnh nó sẽ không bao giờ lộ ra đâu, ông bà các anh chị các em. Và bên Tàu Cộng bây giờ không phải là cái vấn nạn của cái đại dịch China virus, mà thật là cái tỷ lệ thất nghiệp. Và Chen cũng đã đọc những cái bài báo đó mà các anh chị cũng có chia sẻ với Chen nữa. Bây giờ tỷ lệ thất nghiệp đã tràn lan ở bên Tàu Cộng. Và ông bà các anh chị và các em, họ đã xuống đường biểu tình. Và nhiều cái nhà băng ở bên Tàu Cộng, người dân đã bắt đầu đi từ sáng sớm cho tới chiều tối đứng chờ để rút được một số ít nhỏ tiền. Và nó không cho người dân rút tiền nữa bằng chính cái đồng tiền mà họ đã bỏ vô. Cho nên nó đã bắt đầu tới lúc phải loạn thôi. Thất nghiệp thì tràn lan. Rồi bắt đầu cái thằng thủ tướng Lý Khắc Cường bắt đầu ra cái chỉ lệnh là kiểm soát thất nghiệp. Và ông bà các anh chị và các em, đây là một quả bom, các anh chị gọi như vậy, quả bom thất nghiệp. Và đã liên tiếp đạt những kỷ lục mới, đã bắt đầu đi vào cái sự suy thoái. Và Chen cũng tin là bữa hổm Chen có nói về cái vấn đề các anh chị nói là hãy cho một cái giải pháp cho quê hương Việt Nam. Thật sự ra Chen đã nói hết lòng của mình vào ngày hôm đó, muốn cho cái bọn độc tài này nó sớm đi khỏi cái quê hương Việt Nam chúng ta, thì chỉ có một cách đầu tiên là phải đừng có nuôi nó nữa thôi. Thật sự ra cha nói điều này người dân ở trong nước dễ dàng thực hiện, không cần bạn phải có súng đạn gì cả. Nhiều người còn nói rằng tôi không có cái gì trong tay hết, làm gì tôi chống lại được. Bạn không cần phải chống gì cả, bạn chỉ thực hiện cái quyền công dân của bạn, là bạn biết rằng bạn có rất nhiều quyền công dân, chứ không phải là không, mà tại vì có lẽ vì sợ cho nên từ từ rồi sống cái kiểu như là vô cảm và thờ ơ, kệ tới đâu hay tới đó. Nhưng mà Chen cũng tin rằng những cô chú bác anh chị em, những người còn lý tưởng còn trong đất nước Việt Nam, và muốn cho cái bọn cộng sản độc tài này nó chết sớm thì chỉ có vấn đề là kinh tế. Thời bây giờ không phải như thời chiến tranh loạn lạc ngày xưa mà cần phải dùng vũ khí súng đạn hay gì. Ông bà các anh chị và các em, người dân thừa sức
thừa sức và thừa quyền để dẹp bỏ một cái chế độ nó không đem lại lợi ích cho người dân, cho đất nước đó. Cũng giống như bây giờ người dân ở đất nước Sri Lanka cũng vậy. Họ đã thực hiện quyền công dân của họ. Họ đã tràn xuống đường và cho cái tên thủ tướng đã phải bỏ trốn. Là như vậy. Chen ao ước lắm một ngày nào đó quê hương Việt Nam cũng như vậy. Và bây giờ những người nghèo khổ ở bên đất nước Sri Lanka đã tràn vào những cái căn nhà giàu, những khu biệt thự, toàn là những thằng cán bộ cũng y chang như quê hương của chúng ta vậy. Và muốn cho cộng sản chết thì thật sự ra quá dễ, và Chen đã đưa ra những giải pháp rồi. Thứ dĩ nhiên là về kinh tế. Tức là chúng ta cắt toàn bộ tất cả mọi thứ, không có nuôi nó nữa, thì thử hỏi coi nó sụp đổ không. Bởi vì Chen vừa nói đó, bên Trung Cộng cũng vậy. Bên Trung Cộng nó không phải cái vấn đề là cái con China virus nữa, mà cái vấn đề là tỷ lệ cái tệ nạn thất nghiệp đã tràn lan, và thiên tai lũ lụt thì liên miên. Cho nên ông bà các anh chị và các em, khi mà thất nghiệp thì sao? Thì sẽ bắt đầu đói. Và thiên tai đó thì mùa màng thất bát. Cho nên chính vì vậy mà Tàu Cộng những cái tháng trước, những năm trước, nó đã dự trữ lương thực rất nhiều. Cho nên cả thế giới nhiều khi không nhìn tới, nhưng mà âm thầm ở trong nó đã chuẩn bị từ lâu. Và bọn Cộng sản Bắc Việt cũng đã góp phần một tay với nó, tức là vận chuyển lương thực qua cái đường biên giới. Chính là Chen đã từng đưa gương mặt của cái thằng đó rồi. Giữa đêm đã cho xuất khẳng cái kho lương thực của Việt Nam để đưa qua bên Tàu Cộng. Ông bà các anh chị và các em, và bây giờ Chen nói không phải riêng về cái vùng Bắc Kinh không. Hồi trước chúng ta đã coi ở bên Thẩm Quyến nè, ở bên Thượng Hải nè, đó là những cái thành phố lớn của bọn Trung Cộng và tập trung rất nhiều người giàu. Nhưng mà bây giờ đã lan tới Bắc Kinh, và cũng vì một phần của cái con China virus này, bắt đầu là kêu lại gì, cấm mọi thứ hết. Cho nên người dân bắt đầu, của anh chị các em, một cái đất nước mà hơn 1,4 tỷ người, khi mà mỗi lần mà có biến, hay chúng ta thử tưởng tượng khi mà tỷ lệ thất nghiệp cứ càng ngày càng tăng, rồi cái sự phẫn nộ của người dân đến những ngân hàng thì rút tiền không được, nó còn đàn áp bằng chính người ta bỏ tiền vô bằng tiền của họ, mà tới hơi khi rút ra nó lại đàn áp người ta, thì đã bắt đầu nó len lói cái ngọn lửa của một cái gì, ông bà các anh chị và các em, của một cơn ác mộng của những kẻ độc tài. Và chắc chắn cái thằng Cộng sản Việt Cộng Việt Nam sẽ nằm ở trong số đó, không bao giờ có thể thoát được. Và Chen luôn tin tưởng điều đó. Tới giờ này, khi mà nhìn cái đất nước Sri Lanka, chúng ta càng tin tưởng như vậy, phải không ông bà các anh chị và các em? Và cô bác anh chị các em biết không, trong mấy ngày nay cái sàn chứng khoán của Việt Cộng đó, Chen nói luôn, chứng khoán của Việt Cộng tiếp tục sập sàn. Đây là cái tin của các anh chị gửi cho Chen. Đã cháy thêm 2.5 tỷ nữa đô la nữa. Vào đúng ngày hôm nay là 11 tháng 7, thì chứng khoán của bọn Việt Cộng tiếp tục sập sàn tan tành rồi. Và từ lúc mở phiên tới bây giờ thì chứng khoán của bọn Việt Cộng đã sập tới cuối phiên luôn. Tức là từ đầu mở cho tới bây giờ vẫn sập. Và ngày hôm nay đã giảm hơn thêm 16 điểm nữa, và đốt cháy hơn 2.5 tỷ đô la nữa. Và chứng khoán đã lủng mốc rồi, và tiếp tục sẽ còn đang giảm thêm. Và các anh chị có nói với Chen là tư bản nước ngoài hay là bọn đại gia đỏ của Việt Cộng vẫn tiếp tục bán tháo cái cổ phiếu như cũ, vẫn rút vốn khỏi Việt Nam, chứ không ai dám mua nữa rồi. Và các ngân hàng tập đoàn của bọn Việt Cộng vẫn tiếp tục thua lỗ, thua cháy hết tiền bạc trong sàn chứng khoán, coi như bao nhiêu tiền ngân sách mà Việt Cộng đã bơm lên đều bị cháy sạch hết. Và với tình hình như vậy đó, nếu mà bọn Việt Cộng tiếp tục nó sập sàn cái sàn chứng khoán đó, thì chắc chắn những người mà đầu tư vào đó sẽ bán tháo cho hết cái cổ phiếu đó. Vì vậy, người dân và những người đang làm ăn với Việt Cộng, hãy bắt đầu suy nghĩ đi, dù cho đã muộn. Và các anh chị và các em, đó là những cái mà Chen sẽ chia sẻ. Rồi tiếp theo nữa, ở bên Tàu Cộng thì sao? Chúng ta sẽ điểm sơ qua một số tin tức thấy như vậy. Ở bên Macau, thành phố Macau đã đóng cửa toàn bộ tất cả những cái casino. Cho nên cái kinh tế của bọn Tàu Cộng, nó gọi là nó đang run rẩy rồi, nhưng mà nó sẽ không bao giờ cho người dân biết. Cũng như là cái thằng Việt Cộng cũng vậy, báo đảng, báo hại, báo đời, tới giờ này vẫn không bao giờ đăng bất cứ một cái tin nào để làm cho lòng dân hoang mang. Nó vẫn cố gắng để nó kìm, nó giấu, ông bà các anh chị và các em. Một cái điều rất là lạ là
khi mà ở bên Macau đó đã tuyên bố đóng cửa toàn bộ những cái casino trên cái đảo quốc đó, thì cái lệnh đóng cửa sẽ kéo dài vô thời hạn, và y như bên Thượng Hải, và cũng y chang như Thẩm Quyến hồi trước mà chúng ta đã chia sẻ rồi, nó cứ phong tỏa hoài vậy. Và bây giờ Bắc Kinh cũng như vậy, và hàng trăm cái casino lớn nhỏ đều bị đóng cửa hết lần này tới lần khác và bị vô thời hạn như vậy, thì cái nguồn thu sẽ mất mát biết bao nhiêu, ông bà các anh chị và các em. Cho nên đó cũng là một cái phần để góp vào một sự sụp đổ về kinh tế. Không có cái gì mà có thể mà dẹp sạch cái bọn độc tài cộng sản còn sót lại trên cái hành tinh này bằng kinh tế. Cũng giống như là chúng ta đã cùng với nhau chứng kiến 4 năm trong cái lúc mà nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Ông bà các anh chị các em còn nhớ không? Chỉ có 4 năm thôi mà Tổng thống Donald Trump đã làm cho cái nền kinh tế của bọn tàu cộng phải siêu đứng là như vậy. Cho nên thời bây giờ, các bạn ở trong nước Việt Nam, chân mong các bạn phải biết nhìn nhận một cái sự thật của cái thời bây giờ. Các bạn đừng có ngồi than vãn là các bạn không có vũ khí súng đạn để các bạn muốn diệt sạch một chế độ này. Không cần các bạn. Các bạn cũng không cần bạo loạn, các bạn cũng không cần làm cái gì cả. Các bạn chỉ cần ở trong nhà, không cần làm cái gì cả thì nó cũng chết nữa. Cho nên chân nói, thời bây giờ mình đã nhìn ra rồi, một cái nền kinh tế sụp đổ sẽ đưa đến một chế độ sụp đổ. Cho nên tất cả mọi thứ là sẽ phụ thuộc vào kinh tế, vào cái nguồn thu. Cho nên hôm trước cha đã nói những giải pháp cho quê hương Việt Nam thật sự ra có khó gì đâu. Nhưng mà tại vì lý do như vậy, cha hiểu. Bây giờ gần 100 triệu dân, tức là 97 triệu, 98 triệu rồi. Nhưng mà một câu hỏi mà cha hay đặt ra là khoảng bao nhiêu người có lý tưởng muốn diệt Cộng sản? Bởi vì cái dòng máu của bọn Cộng sản nó đã sinh sôi nảy nở quá nhiều. Cho nên bây giờ chúng ta ngồi nói 98 triệu dân, nhưng mà được bao nhiêu triệu người hiểu ra được chế độ Cộng sản để nó muốn tiêu diệt, để cùng với nhau không nuôi cái bọn Cộng sản này nữa thì nó mới chết được. Cho nên đó là một cái câu hỏi Chen rất mong được những cô chú bác anh chị em ở trong nước Việt Nam cùng với Chen trả lời câu hỏi này. Bởi vì được bao nhiêu người hiểu được cái bản chất của chế độ Cộng sản để muốn thay đổi đất nước Việt Nam? Đó mới là vấn đề. Chứ còn nếu mà cùng với nhau mà muốn diệt sạch chế độ Cộng sản này không khó. Bạn không cần súng ống, súng đạn gì cả. Bạn cũng không cần bạo loạn gì cả. Bạn chỉ cần, cha đã nói rồi, cô bác, anh chị và các em, không nuôi nó nữa. Và người dân thừa sức được quyền bất tuân dân sự. Cha đã nói rồi, ông bà, anh chị, các em. Vì sao phải bất tuân dân sự? Bởi vì chúng ta phải cho cả thế giới thấy, bạn bè quốc tế thấy, là những kẻ đang cai trị trong đất nước Việt Nam là không phải người dân bầu lên. Cho nên nó không phải là một chính đảng hay là một cái chính thể, không giống như thời Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên nó hoàn toàn người dân có thể dựa vào đó để bất tuân dân sự. Tức là chúng tôi, người dân hoàn toàn không bầu những người này lên làm chức vụ gì cả. Cho nên những người này là tự băng đảng nó bầu cho nhau. Và cái hiến pháp không có hiệu lực là vì sao? Bởi vì một cái hiến pháp được viết ra từ một cái băng đảng không có, tức là không phải là chánh đảng, thì người dân thừa sức có quyền không tuân bất cứ một cái gì của cái hiến pháp đó. Rất là dễ dàng thôi, ông bà, các anh chị và các em. Và chúng ta phải cho cả thế giới thấy điều đó. Bằng chứng cũng quá rõ ràng. Không cần bầu biết gì cả. Mỗi những năm mà nó bầu cử, tự nó bầu cho nhau. Tự nó muốn đưa thằng nào đưa thì lên. Tự nó muốn dẹp thằng nào nó dẹp. Đó là tự trong băng đảng đó mà thôi. Cho nên có gì để khó đâu mà các bạn cứ ngồi than vãn là các bạn không có vũ khí. Các bạn vũ khí làm gì? Các bạn cần vũ khí làm gì? Bởi vì các bạn sống trong một đất chế độ độc tài. Các bạn muốn có cũng đâu có dễ. Cho nên điều đó là cái điều gọi là gì? Là không tưởng. Là không thể. Thì ngồi gì bàn chi cho mệt. Ông bà, các anh chị, các em. Rồi gì nữa? Rồi bây giờ nè, tất cả mọi thứ giá cả đều tăng hết. Lương bổng thì không tăng. Thì tiền đâu mà đóng thuế nữa? Thì cần gì đóng thuế cho nó nữa? Tại sao phải nuôi nó nữa? Cô bác chị em, tại sao Chen nhìn thấy đất nước Sri Lanka đó, thật sự là Chen rất mừng cho họ. Sự thật là Chen rất mừng cho họ. Chứ không phải là dù cho bây giờ cái cảnh đó nó đang xảy ra ở đất nước đó, nhưng mà chúng ta phải biết rằng sắp tới nó còn xảy ra ở nhiều nước nữa. Chúng ta phải tin điều đó. Ông bà, các anh chị em, nếu cuộc chiến Nga và Ukraine này cứ tiếp tục kéo dài, đó là điều tốt. Cho ai? Đó là điều tốt. Đó là cơn ác mộng cho tất cả những kẻ độc tài còn sót lại trên hành tinh này. Cho nên cha nói, cuộc chiến Nga và Ukraine đó
nó chỉ là một cái ngòi nổ, cho nó nói rồi, nó chỉ châm ngòi cho những sự kiện tiếp theo sau này. Các anh chị còn nhớ ngày đầu tiên khi cuộc chiến xảy ra Trang có nói như vậy không? Và bây giờ Trang cũng tin như vậy. Rồi bây giờ khi mà Hồng Kông đã bị bọn độc tài của Tàu Cộng, nó bắt đầu nó chiếm lấy Hồng Kông, thì bây giờ cái thị trường chứng khoán của Hồng Kông cũng tiếp tục sập sàn luôn. Cô bác anh chị và các em, cho nên phải nói rằng cái kinh tế của bọn Tàu Cộng nó đang khó khăn hơn bao giờ hết. Và hôm nay ở Macau thì đóng cửa, phải không? Ở Hồng Kông thì chứng khoán cũng đi xuống, đã giảm hết tất cả, giảm xuống 700 điểm. Các anh chị đưa cho Trang coi như vậy, và Trang thấy đúng như vậy, đã có những cái bài báo của quốc tế đăng lên như vậy. Cho nên ông bà, các anh chị và các em, bữa nay đó, thật sự ra khi mà hôm tuần rồi chúng ta cùng với nhau chia buồn vì cái chết của ông Shinzo Abe, điều đó ai cũng buồn. Nhưng mà có một điều như vậy, Trang muốn chia sẻ luôn cho các anh chị, tại vì đây cũng là đồng quan điểm của Trang. Các anh chị có đăng trên Facebook và Trang có đọc được, rõ ràng là khi mà Đảng Dân Chủ Tự Do ở bên Nhật Bản đó, cô bác, các anh chị, các em, ông thủ tướng, ông cựu thủ tướng Shinzo Abe, ổng luôn có một cái quan điểm, một cái lập trường rất là thẳng thắn về cái vấn đề của Đảng Dân Chủ Tự Do. Và bây giờ chúng ta thấy là cái ông mà Fumio Kishida, ổng đã giành thắng lớn trong cuộc bầu cử ở Thượng viện hôm ngày 10 tháng 7. Và đúng 2 ngày sau khi mà cựu thủ tướng Shinzo Abe qua đời. Một cái điều quan trọng là cái liên minh này đã sửa đổi cái hiến pháp và giành hơn được 170 ghế trong cái Thượng viện qua cái ngưỡng 166. Cô bác anh chị các em thấy không? Tại sao mà cái việc sửa đổi hiến pháp năm 1947 ở bên Nhật Bản nó vô cùng quan trọng? Trang chia sẻ chút xíu như vậy. Ông bà, các anh chị, các em, trong điều 9 của hiến pháp của Nhật đó, 1947, quy định là Nhật Bản phải từ bỏ cái quyền tham chiến ở một quốc gia có chủ quyền. Đồng nghĩa là Nhật Bản sẽ không duy trì cái quân đội có khả năng gây chiến. Và vào tháng 7 năm 2014, thì chính phủ Nhật Bản đã diễn dịch lại cái điều khoản này bằng cách mới là cho phép Nhật Bản thực thi cái quyền tự vệ tập thể trong một số trường hợp và tham gia vào các hoạt động quân sự nếu mà trong các đồng minh bị tấn công. Nhưng đó cũng chỉ là cách diễn giải mà thôi. Nhưng cái điều quan trọng là sau 2 ngày khi mà ông Shinzo Abe qua đời, thì cái khi mà ông thủ tướng Nhật Bản hiện tại đó, đó là ông Fumio Kishida đó, ông đã giành thắng lớn trong cuộc bầu cử thượng viện. Và quan trọng là sửa đổi cái hiến pháp đó. Sửa đổi như thế nào, ông bà, các anh chị, các em? Một cái điều vô cùng mừng là bởi vì khi mà chúng ta thấy là một cái người, như Trang nói, là một cái người có sứ mệnh, họ đã hoàn thành sứ mệnh và họ ra đi trong một cái niềm tiếc thương vô hạn và một sự vinh quang của ông và cả gia đình của ông, thì chúng ta thấy là một cái điều tốt đẹp đã đến. Cho nên cô anh chị em thấy, chúng ta luôn tin tưởng vào điều tốt đẹp đó, bởi vì ông Shinzo Abe luôn đi đầu trong việc là muốn quân đội của Nhật phải đủ mạnh để tự bảo vệ được đất nước của mình cũng như là các đồng minh. Và ông Abe cũng chính là người đầu tiên đã khai sinh ra cái khái niệm Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở ngày hôm nay. Cho nên cái công trạng của ông rất lớn, ông bà, các anh chị, các em. Và cái thông điệp mà nhân kỷ niệm 72 ngày hiến pháp, 72 năm, xin lỗi ông bà, các anh chị em, 72 năm ngày cái hiến pháp Nhật Bản, thì ông cựu thủ tướng Abe đã khẳng định là tôi quyết tâm hoàn thành trách nhiệm của mình bằng việc đi đầu trong các nỗ lực để sửa đổi cái điều chính của hiến pháp đó. Và bây giờ, khi mà ông đã bị ám sát đó, người dân cũng như những người đồng minh còn lại ở Hoa Kỳ, cũng như là ở khối Thái Bình Dương, trong cái chiến dịch Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương đó, bây giờ đã đoàn kết hơn. Vì sao vậy không bà, các anh chị, các em? Hôm thứ Bảy, Trang nhớ Trang có chia sẻ cái bài của bác Úc, phải không? Khi nói về cái sự chuyển trục. Bởi vì bây giờ cái trục là sẽ chuyển qua bọn Trung Cộng. Chắc chắn là sẽ như vậy. Và sau cái chết của ông Abe thì chắc chắn là sẽ có một cái sự đoàn kết hơn nữa để trước cái thảm họa của bọn Tàu Cộng này, cái sự bành trướng này, và cái tức là cái khối Nga Trung, chúng ta gọi là cái liên minh của nước Nga và Trung. Và trong cái cuộc bầu cử thượng viện ở bên nước Nhật đó, ngày 10 tháng 7, thì Chen cũng rất là mừng, bởi vì nước Nhật sẽ thay thầy già lột xác hoàn toàn bằng cái việc sửa đổi hiến pháp năm 1947. Thì lúc đó nước Nhật hoàn toàn
có quyền tái thiết lại quân đội, tăng ngân sách quốc phòng. Cho nên điều đó là điều rất tốt, bởi vì cô anh chị cho nói hồi nãy, khi mà cái hiến pháp năm 1947 đó, lúc đó Nhật Bản có cái hiến pháp đó là chỉ là phải từ bỏ cái quyền tham chiến ở một quốc gia nào đó có chủ quyền. Mà bây giờ đã bỏ cái đó rồi thì Nhật Bản hoàn toàn có quyền tham chiến ở những cái quốc gia mà còn giúp đỡ cho đồng minh được rất là nhiều. Bởi vì cha nói là Hoa Kỳ, nước Mỹ cũng như đồng minh cùng các đối tác sẽ luôn ủng hộ Nhật Bản để có một lực lượng quân đội hùng mạnh ở cái vùng Á Châu. Đây cũng là điều mà Tàu Cộng rất ghét. Cho nên chính vì vậy mà sau cái chết của ông Abe đó, thì một khối kẻ nó ăn mừng. Nó ăn mừng cái chết của ông mà nó còn tuyên dương, của anh chị và các em, nó còn tuyên dương ca ngợi cái tên sát thủ, cái kẻ mà đã ám sát tổng thống, ông thủ tướng Shinzo Abe. Trang cứ hay nói lộn tổng thống hoài. Cho nên cô bác anh chị các em, một cái điều là trên bữa nay Trang rất là vui khi Trang nhìn thấy cái đất nước Sri Lanka như vậy. Mặc dù nói thì nghe nó cũng kỳ, tại sao thấy người dân loạn lạc như vậy mà mình lại vui. Tại vì có một cái bài viết của anh Quy Hà ở trên Facebook cũng nói rất đúng. Đó là sự gì? Đó là sự tức nước vỡ bờ. Rất là đúng. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh là đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân mà Trang đã từng làm livestream rồi. Cô bác, các anh chị và các em, như anh Quy Hà có nói là chúng ta ai cũng biết bây giờ là thêm một cái biến cố lịch sử. Đúng vậy. Đây là cái một cái biến cố lịch sử khi chúng ta nhìn cái đất nước Sri Lanka như vậy. Hàng trăm ngàn người dân của cái quốc đảo này đã nổi dậy và tràn xuống đường biểu tình. Và trong mấy tháng qua rồi, ông bà các anh chị em, chúng ta đã cùng chia sẻ rồi, nhớ không? Chúng ta nói rằng, Trang có nói là sắp tới sẽ còn tệ hại hơn nữa. Và đúng như vậy, bây giờ nó đã xong luôn rồi. Bây giờ đã xong luôn rồi. Và điều đó là điều đáng mừng. Đáng mừng cho người dân của nước họ. Tại vì hôm nay Trang để trên màn hình đó, nếu một cái chính phủ tệ hại mà có thể tồn tại lâu dài ở vị trí của mình, thì chắc chắn là phần lỗi nằm ở dân tộc đó. Và khi đó, dân tộc đó hoặc là chết tiệt, hoặc là vô học thức. Mặc dù câu nói của người bá tước, ông bá tước này rất nặng, nói rất nặng nhưng mà rất đúng. Một cái chính phủ tệ hại, nó mà có thể tồn tại lâu dài là lỗi của ai? Ông bà các chị em, cho nên chúng ta phải mừng cho người dân Sri Lanka. Những kẻ độc tài, những kẻ tham nhũng, những kẻ bòn rút, những kẻ vì tham lam lợi lộc riêng tư mà coi như đi bán nước. Cha nói rồi, bất cứ một đất nước nào làm ăn với bọn Tàu Cộng đều có những cái kết quả thảm hại như vậy. Và bây giờ chúng ta không phải nói là bọn Việt Cộng làm ăn với Tàu Cộng là không đúng. Chúng ta phải biết rằng bọn Việt Cộng là tay sai của bọn Tàu Cộng, tức là nó là con chó tứ xuyên của bọn Tàu Cộng. Có anh chị em thấy không, cả thế giới ai cũng đều, những cái nước như Mỹ còn để cờ rủ để mà tưởng niệm cái chết của ông Shinzo Abe. Và rất nhiều những nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã chia buồn. Bọn Việt Cộng là cái thứ ăn cháo đáo bát là không sai. Trong cái thời 4 nhiệm kỳ của ông Shinzo Abe đã giúp đỡ cho Việt Nam rất nhiều. Điều đó là một cái điều không thể chối cãi. Bằng chứng còn rành rành ở đó. Tất cả tài liệu còn nằm ở đó trên Google. Vậy mà cô anh chị em thấy không? Không một dám một lời nào. Không dám một lời nào, bởi vì nó sợ thằng anh của nó. Thằng anh của nó khi thấy ông Abe chết là rất mừng. Cho nên nó cũng im thinh thích. Cho nên Chen nói là chúng ta phải nói cho rất rõ là Việt Cộng không phải làm ăn với Tàu Cộng, mà Việt Cộng là con chó tứ xuyên của Tàu Cộng, tức là tay sai của Việt Cộng. Nó khác với đất nước Sri Lanka. Hay là bây giờ Chen nói về Campuchia cũng vậy. Lào, Campuchia, những cái nước đó đều có làm ăn với bọn Tàu Cộng thì sắp tới sẽ thấy tương lai của nó và cái kết quả của nó thôi. Nhất là thằng Campuchia. Ông bà các anh chị em, từ từ rồi nó sẽ như vậy đó. Cho nên đây là một cái điều đáng mừng. Và Chen biết rằng đây cũng là cái cơn ác mộng của những kẻ độc tài, những kẻ tham nhũng. Nó đang nằm đó, nó rất sợ. Và Chen mong rằng các anh chị nào có xài Facebook thì hãy chia sẻ thật nhiều những hình ảnh của người dân ở đất nước Sri Lanka tràn xuống đường. Và tại vì Chen không có đem những video lên được, chắc chắn Chen sẽ bị phá. Chen sẽ bị phá mất. Chen mong các anh chị hãy chia sẻ rộng rãi nhiều. Càng nhiều càng tốt, bởi vì thằng báo đảng, báo hại, báo đời nó sẽ không bao giờ chia sẻ cái gì đâu. Nó không bao giờ muốn kích động lòng dân. Nó không bao giờ muốn người dân thấy được cái cảnh đó. Bởi vì đó là tương lai của tụi nó. Ông bà các anh chị các em, người dân nghèo bây giờ tràn vào những cái khu biệt phủ, những kẻ nhà giàu. Thì sau này ở bên Việt Nam cũng sẽ như vậy.
chỉ có những nơi đó, những cái nhà của thằng cán bộ là sẽ tập trung rất nhiều tiền, không, rất nhiều của cải vật chất và ăn sung mặc sướng. Lúc đó người dân sẽ tận mắt chứng kiến cái cảnh mà sống như vua chúa của những thằng cán bộ cộng sản. Rồi đổi ngược lại thì cuộc sống của người dân thì sao? Đầu tắt mặt tối là như vậy. Cô anh chị và các em, Chen nói thật là Chen mừng dữ lắm. Hồi hai ngày Chen không có gặp cô anh chị mà Chen nôn tới ngày hôm nay lắm. Để Chen lên Chen chia sẻ với tất cả cô bác anh chị và các em, khi chúng ta nhìn thấy trước mắt là cái tương lai, cái cơn ác mộng của những kẻ độc tài là như vậy. Và Chen nói với ông bà các anh chị và các em đó, đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Đó là một cái câu nói hoàn toàn chính xác là như vậy, dù cho ở thời nào cũng vậy thôi. Bởi vì chính vì vậy mà xứ Tư Bản dễ chết, cho nên để được mặt ghép ha. Chính vì vậy mà xứ Tư Bản dễ chết, người ta đã nhìn ra điều đó. Và người ta rất coi trọng con người. Ông bà các anh chị các em, như trên nói, một số kẻ cộng sản Việt Cộng đó chẳng hiểu gì cả về cái vấn đề cái tu chính án thứ hai ở nước Mỹ. Tức là người dân có quyền tự vệ, người dân có quyền mua súng để tự vệ. Họ không hiểu một cái gì cả. Cho nên chính vì vậy mà họ hay chê bai nước người ta. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ thấy rằng ở bất cứ quốc gia nào, con người được tôn trọng, quyền con người được phát huy, thì nước đó sẽ phồn thịnh. Và bất cứ nước nào, cho nói ngược lại, bất cứ một nước nào coi thường người, coi thường con người, coi thường dân, coi dân rẻ mạt, không ra một cái gì, thì đó là cái tương lai của nó cũng sẽ y chang như đất nước Sri Lanka vậy. Và chắc chắn như vậy, ông bà các anh chị các em. Tại sao khi mà Chen đi qua những nước Tư Bản, gọi là Việt Cộng nó gọi là xứ Tư Bản dễ chết, Chen thấy con người người ta sống khác hoàn toàn. Bởi vì người ta gọi là đất nước văn minh. Cái văn minh nó thể hiện ở đâu? Cái văn minh nó thể hiện trong cái cách sống của con người, phải không ông bà các anh chị các em? Cách cư xử của một con người, tức là người dân, chúng ta nhìn cái cách của họ, bất cứ hành động của họ, những gì họ làm, những gì họ cống hiến, những gì những người mà có đức có tài họ đóng góp để xây dựng quốc gia của họ, nó đều tạo nên một cái nét văn minh của đất nước đó. Cũng như bây giờ Chen nói, qua cái chết của ông Abe này, nhiều kẻ nói như vậy, tưởng gì an ninh lỏng lẻo vậy, không ai bảo vệ ổng cho chết vậy. Thật sự ra là như vậy, Chen nhìn ra được ông bà các anh chị các em. Bởi vì cái nước Nhật á, những người mà làm cái nghề cảnh sát họ thất nghiệp. Chen phải nói thật với ông bà các anh chị em vậy, tại vì không có gì để làm cả, họ cũng không có tội phạm, cũng không có cái gì để mà làm, cho nên họ thất nghiệp. Cho nên chính vì vậy mà thật sự cái chết đáng tiếc của ông Abe là cũng vì chính vì sao ông bà các anh chị em, bởi vì nó quá an ninh đi, một cái đất nước nó đã quá an ninh đi, chẳng có ai để lo nghĩ tới chuyện đó. Cho nên chúng ta nhìn ra được, đừng có chỉ trích người ta mà phải nhìn ra một cái thời gian lâu dài của đất nước của người ta đã làm cái gì cho dân tộc người ta. Cho nên một đất nước nó quá an ninh, nó quá bình an, người ta cũng chẳng ngồi thiết tha gì để ngồi phòng ngừa là như vậy. Nhưng mà chính vì vậy cho nên mới dẫn đến cái chết của ông Abe. Chứ không phải nói là cái bọn của anh chị các em, cho nói là bọn cộng sản á, cái thứ ăn nói lươn lẹo, cái thứ trơ trẽn lắm, cái gì cũng nói được. Nó cứ chĩa, nó chĩa mồm của nó đi qua những cái nước Tư Bản. Nó thấy sơ hở của người ta cái gì, cái nó ngồi nó chê, nó móc, nó méo. Nó nói rằng nó vĩ đại vinh quang là chỗ đó. Nó còn so sánh rằng không đâu bình yên bằng ở Việt Nam. Thật sự ra Chen nói hôm thứ Bảy rồi, càng nói nhiều thì càng lòi cái chữ ngu dốt ra thôi. Bởi vì ông bà các anh chị em thấy không, đất nước của người ta sống ngày này qua ngày nọ, người dân người ta sống như thế nào, con dân của người ta văn minh như thế nào, đất nước của người ta làm ra được cái này cái kia để cống hiến, thấy không, cho cả thế giới. Từ một món hàng đâu mà, từ một món hàng cái gì mà nói made in của Nhật một cái là ai cũng muốn mua, tại vì nó bền, đúng không? Còn cái đất nước mà cứ ngồi cứ moi móc những cái, khi mà những cái khuyết điểm, những cái mà không ai muốn, những cái tai nạn đó, bà các anh chị các em, bắt đầu moi móc chĩa vào người ta, chê bai người ta, rồi tâng bốc mình lên là mình vĩ đại vinh quang, là mình bình yên. Thật sự ra một sự trơ trẽn, cho nó là một sự trơ trẽn sôi ra ở trong ruột, chẳng có cái khỉ khô gì, xin lỗi ông bà các anh chị các em nha, không có một cái khỉ khô gì hết đó để mà có thể ngồi, mà có thể dám so sánh với người ta. Chỉ có biết ngồi moi móc, chỉ trích, chê bai và hạ người ta xuống để tự tâng bốc mình lên.
Đó là cái thói gì, ông bà các anh chị các em? Đó là cái thói của những kẻ hèn hạ. Đó là cách cư xử của những kẻ hèn, những bậc, những cái kẻ tiểu nhân nó mới làm những cái chuyện đó. Chứ còn nếu mà ai mà chính danh quân tử, người ta không bao giờ làm những chuyện đó. Cho nên trên nói, tất cả những bọn độc tài nó còn sót lại trên thế giới này, từ từ rồi cũng sẽ nếm mùi. Và bất cứ một kẻ nào mà còn bưng bô cho cái chế độ đó, những kẻ tàn ác đó, thì cũng sẽ nếm mùi như vậy. Và trên tin như vậy đó, bà các anh chị, trên luôn tin cái điều đó. Trên cũng tin là các anh chị, cô chú bác trong đất nước Việt Nam, những người chính nghĩa, trên mong là cái số còn nhiều, còn nhiều để mà có một cái gì đó, một cái ngọn lửa gì đó nó len lỏi, để chúng ta cảm thấy tin tưởng được rằng cái quê hương của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Thì không bao lâu nữa đâu, ông bà các anh chị các em, chắc chắn rồi cuộc chiến, cái cuộc chiến và trên Biển Đông nó sẽ xảy ra. Trên tin điều đó. Hồi trước bác Úc có viết mấy cái bài là đấu võ mồm, bác Úc nói cũng rất là hay, cứ nói hoài có thấy gì đâu. Nhưng mà bác Úc sau đó cũng nói với Chen là cũng mong lắm một cái gì đó ầm ầm ở Biển Đông, cũng giống như Chen vậy. Và Chen luôn tin điều đó sẽ xảy ra, bởi vì cũng hết đường rồi, ông bà các anh chị các em. Bây giờ thế giới đã phân cực. Vì sao mà chúng ta nói như vậy? Nó phân cực là bởi vì độc tài ra độc tài, thấy không? Khối này ra khối kia, rõ ràng hết rồi. Bọn Việt Cộng á, đã quá rõ ràng trước cả thế giới. Hai lần bỏ phiếu chống, một lần bỏ phiếu trắng, đó là một cái bằng chứng để chúng ta thấy rằng nó đứng theo phe nào. Cho nên điều đó là điều đáng mừng cho quê hương Việt Nam. Chắc mừng dữ lắm, ông bà các anh chị các em. Và chắc chắn cái cuộc chiến đó sẽ xảy đến, bởi vì hết đường rồi. Chắc cũng mong rằng tương lai không còn sót lại một cái đất nước nào có những bọn độc tài này nữa. Cái thứ cộng sản hôi thối này, nói tới cộng sản thật sự là ghê tởm, ông bà các anh chị em. Chen nói các bất cứ người bạn nào, dù cho bạn đó là người Thái, người Phi, người Mỹ, người Hàn, người Nhật, bất cứ một người nào mà nói tới cộng sản, những người đó đều nói với Chen là cái gì? Evil, ma quỷ, cái thứ toàn là tà ác không à, ông bà các anh chị. Ta nói communist, communist là cái thứ tà ác, là đúng như vậy, họ nói không sai. Bất cứ chỗ nào mà nghe tới cộng sản là gớm liền. Cho nên rất mong các bạn trẻ trong nước Việt Nam, các bạn hãy lắng nghe tiếng nói của cả thế giới để thấy rằng mình đang ở đâu trên cái thế giới này, trên cái hành tinh này. Mình đang mang cái danh của cộng sản, một cái danh nhục nhã và hôi thối. Nói tới đâu là người ta ghét tới đó. Trên nói là, trên hay nói, trên quên hoài. Trên tính nói một chút xíu rồi ngưng. Trên mở bài hát mà trên cũng quên nữa. Và các anh chị kêu, trên nói cái trên quên à. Mai mốt nhắc trên nha. Trên tính nói khoảng 15-20 phút thì mở một bài hát. Rồi nó nói một hồi, bây giờ 45 phút rồi. Trên ngưng cái đi. Có anh chị em cùng với Chen mình thưởng thức một cái bài hát. Một cái bài hát rất hay của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Nhạc sĩ Hoàng Trọng mà Chen đã từng hát một hai lần rồi. Cái bài Bên Bờ Đại Dương. Chen tặng cái bài hát này cho các bạn trẻ trong nước Việt Nam. Các bạn thấy đó, các bạn phải lên tinh thần lên. Dù cho Chen biết cuộc sống các bạn đang rất là khó khăn. Vì sao Chen nói vậy? Chút xíu Chen sẽ chia sẻ về các anh chị chạy xe ôm, để Chen hiểu được là các bạn đang sống rất khó khăn, dù là các anh chị đó đã tốt nghiệp đại học. Đó là một cái điều mà nó rất là ngược ngạo. Ngoài anh chị các em, những người mà đã cố gắng bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức ra cho 12 năm học, xong rồi tiếp những năm đại học, rốt cuộc ra chạy xe ôm. Chạy xe ôm còn chưa được yên với cái lũ băng đảng Cộng sản Việt Nam này nữa. Sau khi Chen hát bài hát này xong, Chen sẽ chia sẻ cái điều đó cho các anh chị trong nước Việt Nam. Bây giờ mình nghe cái bài Bên Bờ Đại Dương nha, ông bà các anh chị các em. Đại dương Bắc với Nam, tình nối qua lòng miền Trung. Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang, vượt núi rừng ra Trường Sơn, vào tới dùng ngọt phương Nam. Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm,
trong máu xương, từng hát ca bài thành công. Dân nước tôi nòi giống hùng cường lạc long, làm gái toàn là trưng vương, làm trai giang hồn quang trung. Hôm nay ai đã mơ mộng chia mỗi tơ đồng của một khối non sông vinh quang. Ai ơi ai nhớ chăng rằng gươm súng đâu diệt được nòi giống muôn năm hiên ngang. Anh với tôi còn sống bên bờ đại dương, tôi với em còn thắm trong lòng niềm thương. Đất nước ơi còn gió độc lập Trường Sơn, còn lúa tràn đồng phương Nam, còn xóa được hơn quê hương. Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trong máu xương từng hát ca bài thành công. Dân nước tôi nòi giống hùng cường lạc long, làm gái toàn là trưng vương, làm trai giang hồn quang trung. Hôm nay ai đã mơ mộng chia mỗi tơ đồng của một khối non sông vinh quang. Ai ơi ai nhớ chăng rằng gươm súng đâu diệt được nòi giống muôn năm hiên ngang. Anh với tôi còn sống bên bờ đại dương, tôi với em còn thắm trong lòng niềm thương. Đất nước ơi còn gió độc lập Trường Sơn, còn lúa tràn đồng phương Nam, còn xóa được hơn quê hương. Đất nước tôi còn gió độc lập Trường Sơn, còn lúa tràn đồng phương Nam, còn xóa được hận quê hương. Trinh muốn gửi cái bài hát này, thấy không, tinh thần của các bạn trẻ trong nước Việt Nam. Các bạn thấy không, mình là con gia con cháu của Lạc Long mà, phải không? Mình có một cái tinh thần tự tôn dân tộc và chân chính chứ. Tại sao mà Trinh gọi là tự tôn dân tộc chân chính? Bởi vì nếu mà các bạn cứ ngồi cứ dơ cái lá cờ máu đó, các bạn cứ ngồi tôn thờ những kẻ bán nước hại dân đó, thì cái lòng tự tôn đó là một cái lòng tự tôn ảo và nó không có thật. Người ta nếu có một cái lòng tự tôn thật đó, người ta phải tìm hiểu đúng lịch sử. Bạn không thể nào xóa bỏ lịch sử, tại vì đã gọi là lòng tự tôn của một dân tộc là nó phải trải qua cả một chiều dài lịch sử, phải không bà các anh chị các em? Cũng như Trinh nói, bây giờ nước Mỹ, người dân Mỹ, đây là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, biết bao nhiêu chủng tộc sắc dân trên đất nước này. Nhưng mà cái ngày lễ độc lập vừa rồi, ngày July 4 kỳ rồi, Trinh thấy người ta không còn phân biệt bạn là sắc dân chắc chủng tộc gì nữa, mà người ta vẫn tự hào về nước Mỹ này. Vì sao vậy? Vì sao mà người ta tự hào? Mặc dù tôi không sanh ra đất nước này, tại sao tôi tự hào về họ? Bởi vì họ có những giá trị thật. Cũng như Trinh đã từng chia sẻ về cái thời lập quốc của nước Mỹ rồi, trong những cái là buổi live stream đầu năm rồi, hồi năm mà lúc mà Trinh bắt đầu live stream đó, Trinh có nói về thời kỳ lập quốc của nước Mỹ, cho tới trải dài một cái bề dày lịch sử, cho tới bây giờ họ có một lòng tự tôn và họ yêu đất nước này mãnh liệt đến như vậy.
nhìn cái lá cờ của anh chị các em, họ chạy xe ngoài đường, họ gắn trên những chiếc xe đầy tiếng lá cờ bay khắp các đường phố. Và người dân ai cũng có tiền đi mua pháo bông, pháo hoa về đốt. Và họ đốt trước sân nhà để họ ăn mừng cái ngày lễ độc lập của nước Mỹ, dù cho họ có sanh ra đất nước này đâu. Cho nên ông bà các anh chị các em, nếu muốn có lòng tự tôn dân tộc thì nó phải được dựa trên những giá trị thật. Chinh chưa bao giờ nhìn thấy cái điều đó ở đất nước Việt Nam từ khi có chế độ cộng sản. Và đúng như vậy, chúng ta chỉ thấy các bạn trẻ cởi quần cởi áo, chúng ta chỉ nhìn thấy các bạn trẻ đi bão ngoài đường thâu đêm suốt sáng để gây ra biết bao nhiêu cái chết, tai nạn này nọ, chỉ vì một cái trận đá banh mà thôi. Chúng ta chỉ nhìn thấy duy nhất điều đó và ngợp trời cái cờ máu đó. Cho nên cô bác chị em thấy không, hết thuốc chữa là như vậy. Nhưng mà trên vẫn tin tưởng, trên vẫn tin tưởng cái cờ máu đó nó tung hô bao nhiêu à, cái bọn cộng sản này, cô bác chị các em, nó tráo trở, nó nhồi nhét, nó nhồi sọ tẩy não con cháu chúng ta bao nhiêu, thì khi mà sự thật được phơi bày á, thì nó càng thảm hại bao nhiêu. Phải tin điều đó. Bây giờ Jen sẽ chia sẻ cái nỗi khổ của các anh chị ở trong nước Việt Nam đã gửi cho Jen. Rất là đau khổ ông bà các anh chị các em. Mới đến hôm nay tôi mới biết chuyện này của các anh chị chạy xe Grab. Bây giờ chạy xe ôm, chạy xe Grab mà còn phải có một cái bản lý lịch tư pháp do sở tư pháp cấp nữa. Mỗi bản lý lịch người xin phải mất một buổi đi xin và nửa tháng sau để đi nhận. Mỗi bản lý lịch tư pháp dùng trong một năm, tới hẹn thì phải làm lại, mỗi lần làm 200.000 đồng Việt Nam. Bây giờ cả nước đã có hơn nửa triệu tài xế chạy xe ôm, rồi xe ô tô và xe gắn máy, mỗi năm tốn sơ sơ thôi cả 100 tỷ đồng. Số tiền này làm được vài ngàn ngôi nhà tình nghĩa cũng hên, cũng may ra. Cô bác, các anh chị và các em, các anh chị chia sẻ cho Chen mà Chen nói rằng Chen lắc đầu luôn. Học 12 năm học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, tốn thêm 4-5 năm học đại học nữa, đi ra chạy xe ôm. Chạy xe ôm, cái nghề chạy xe ôm mà bắt làm lý lịch tư pháp, một năm phải làm lại một lần, đóng tiền phí là 200.000 đồng. Và cái số lượng bây giờ đã quá trời nhiều xe Grab, hơn nửa triệu xe, mà bây giờ phải mỗi người phải tốn 200.000 đồng để cho bọn nó ăn, bọn nó cướp. Thật sự ra ông bà, các anh chị và các em, bây giờ các anh chị nói với Chen là ngồi lục lại coi cái chế độ này nó làm được cái gì cho dân. Nó bắt dân làm cái thẻ căn cước công dân gì đó. Bây giờ thật sự ra một cái thẻ đó, giống như Chen ở bên này, Chen chỉ có một cái bằng lái xe, thì gọi là driver license. Chỉ có một cái driver license thôi là đã đủ cho tất cả mọi thứ rồi, không cần người ta phải bài vẽ cái gì thêm nữa. Nhưng mà mỗi có một cái xứ sở cướp mà, chuyên gia móc túi của đồng bào, chuyên gia là đi móc túi đồng bào, cái nghề đó là cái nghề nó giỏi nhất, nó chẳng làm được một cái tích sự gì cả ngoài cái nghề móc túi đồng bào, tức là móc túi người dân mình, cái thứ ăn hoài tham lam mà tham, nó như là có anh chị em, như là cái giếng không có đáy vậy, nó ăn hoài vẫn thấy chưa đủ, bây giờ nó làm khổ thêm cho những anh chị tốt nghiệp đại học ra mà chạy xe ôm nữa. Thì Chen nói thiệt với ông bà chị em nè, cái câu nói ở trên màn hình của Chen rất là đúng như vậy. Một cái chính phủ tệ hại mà nó có thể tồn tại được lâu dài thì rõ ràng chắc chắn cái lỗi lầm nằm ở dân tộc đó, cái lỗi nằm ở cái người dân đó đã nuôi nó, bao che cho nó, để cho nó tiếp tục nó móc túi xương tiền máu của đồng bào chúng ta. Cô bác, các anh chị em thấy, các anh chị nói với Chen là một cái thẻ căn cước công dân bây giờ có thể mở được một tài khoản ra ngân hàng giao dịch nhận 1.000 tỷ đồng hoặc hơn, nó cũng là cơ sở thực hiện nhiều giao dịch pháp lý ở trong nước. Tại sao không dùng để đăng ký chạy xe ôm luôn mà bắt người chạy xe ôm phải làm cái lý lịch tư pháp? Trên nghe nói cái lý lịch tư pháp, cái chữ này đó, thật sự ra nếu mà các anh chị nào muốn đi xuất ngoại á, hay muốn đi định cư ở đâu nước nào thì bắt đầu khai lý lịch tư pháp thì nghe nó ok. Và Trên không biết là chạy xe ôm mà cũng làm lý lịch tư pháp để làm cái gì. Bởi vậy Chen nói rằng cái thứ nó làm những chuyện rùi bu, toàn là chuyện rùi bu để kiếm tiền, kiếm cơ hội để móc túi, móc tiền của dân mà thôi. Thật sự là thật là mắc cỡ, ông bà các anh chị em, mắc cỡ lắm. Rồi Chen còn nghe các anh chị nói là nó bắt đầu nó muốn đổi cái màu của cái sổ thông hành.
Thấy không? Cái màu xanh lá của nó, cái thứ mà nón cối của nó muốn đổi thành cái màu của nước Mỹ, giống như màu xanh mà blue á, màu xanh của nước Mỹ. Thật là mắc cỡ, ông bà các anh chị các em, bắt chước người ta để cho ra hoa vậy. Ở bên trong thì xin lỗi cho nói câu này, bên trong thì thú quắc. Vì sao mà tranh dùng cái chữ thú quắc? Tại vì thúi rồi còn quắc nữa đó. Thấy không? Nhớ cho nói. Chanh hay dùng cái từ đó, không phải là nghe nó kỳ kỳ đó, nhưng mà nó đúng như vậy. Nó đã thối rồi còn quắc nữa. Tại quắc là 22 đó, là xong rồi đó. Thấy không? 21 là ngon phải không, xì dách đúng không? Mà quắc là xong. Cho nên mình hãy dùng cái từ thú quắc là đúng với cái bọn cộng sản đó. Cướp không biết bao nhiêu đủ thứ chiêu trò. Nào là kit xét nghiệm giả rồi bây giờ cũng xong. Ông bà các anh chị các em. Nào là các anh chị tài xế. Chanh nhớ có một người bà con của Chanh làm cái nghề tài xế. Gọi điện qua nói chuyện với ba mẹ của Chen. Trời ơi chú biết không, con lái xe cái từ chặng này, cái bắt con phải khai cái tờ con đi xét nghiệm rồi. Trời đất ơi, có khi 2-3 ngày một tuần lễ con tốn biết bao nhiêu tiền đi xét nghiệm luôn. Cô bán chị các em không ra cái hệ thống gì cả. Rồi sao nữa, hồi lúc trước còn đóng mọc vô da của các anh chị nữa. Cho nên người ta nói rằng con người chứ đâu phải con heo con thú gì đâu. Bây giờ nó lấy đóng mọc vô cái da tôi nữa. À, đủ thứ chuyện trên đời. À, vậy chứ bây giờ chắc cái vụ mà kit xét nghiệm người dân cũng bắt đầu im lìm rồi. Ông bà các anh chị và các em, cho anh nói là cái bản chất của cái băng đảng cộng sản là một cái bản chất là cướp và ăn bám. Đâu có sai đâu, đâu có làm gì được đâu ông bà các anh chị các em, nó chỉ ăn bám thôi mà. Nó ăn bám vào người dân, vào cái mồ hôi nước mắt của đồng bào. Thấy không, tài nguyên khoáng sản gì, rừng vàng biển bạc gì giờ còn không? Nó ăn tàn phá hoại, nó bán hết rồi. Thấy không, bây giờ mỗi ngày mỗi đêm ở ngoài cái vùng mà đồng bằng sông Cửu Long đó, và các anh chị em cái dòng sông đó đó, vẫn còn những chiếc xà lan hút cát mỗi đêm kìa. Thấy không, Chen đã nhận được những email của các anh chị ở miền Tây nói với Chen là Chen nói chính xác, người dân không quan tâm gì cả. Hằng đêm, thấy không, hằng đêm những chiếc xà lan hút cát để bán cho ai? Bán cho bọn tàu cộng để làm những cái đảo nhân tạo á, để đặt những căn cứ quân sự ở đó đó. Cho nên Chen nói một cái lũ tay sai, một cái lũ chó tứ xuyên của Tàu Cộng là như vậy. Nó vẫn ăn bám, nó ăn tàn phá hoại tất cả những cái tài nguyên của đất nước, đó là thuộc về tài sản của toàn dân. Nhưng mà dưới sự lãnh đạo tài tình của cái băng đảng cướp này thì từ từ không còn một cái gì cả. Rồi sao nữa? Một cái điều đau lòng là gì? Giống như cái ông thủ tướng ở đất nước Sri Lanka vậy. Ông đã cuốn gói trốn rồi. Không phải các anh chị các em, mai mốt đồng bào mình sẽ sáng mắt ra, nó sẽ để lại một đống quan tàn cho đồng bào, cho chúng ta, cho con cháu của các bạn. Nó tìm cách đi hết rồi, nó lo lót đường sẵn hết rồi. Từ sao? Từ vợ con nó, ngay cả vợ bé vợ lớn nó, những con gà móng đỏ của nó cũng đã lót ổ sẵn ở trời Tây, mà nó gọi là xứ tư bản dậy chết. Tới hồi mà cần á thì nó trốn chui trốn nhủi, nó sống ở bên này. Đúng không ạ các anh chị các em, dân mình ở trong nước không biết một cái gì cả, cứ lo làm lo còng lưng đóng thuế nuôi nó. Bởi vì chị mới nói rằng muốn cho cái chế độ này nó chết đâu có khó đâu, đừng nuôi nó nữa, chỉ có vậy. Thấy không? Nhưng mà khó một cái gì? Khó là như chị nói hồi nãy, cái giống đỏ, cái hạt giống đỏ ma quỷ này nó đã xanh sôi nảy nở quá nhiều, nó đã cấy ra toàn bộ thế giới từ cái ngày 30 tháng 4 1975 rồi, chứ phải đợi tới giờ này nó mới cấy. Bây giờ nó chỉ đưa thêm một cái số đầu trâu mặt ngựa đi thôi, nó đã cấy từ lâu, nó nằm nó chờ thời ở đó, chắc nó muốn đi giải phóng thế giới. Xin lỗi bà các anh chị và các em, cho nói ra thì mắc cỡ cho cái lũ này. Dù cho nó làm cái gì, nó cấy bao nhiêu cũng vậy mà thôi, chẳng làm được cái khỉ khô gì đâu. Thằng Tàu Cộng cũng tốn biết bao nhiêu công sức và tiền bạc để cấy, cũng cấy gì? Cấy những cái tên làm gì? Làm gián điệp đi qua nước Mỹ này, ăn cắp từ lớn tới nhỏ, ăn cắp từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn của đất nước người ta. Còn về đất nước nó tự hào, nhưng mà nó cứ nghĩ rằng chắc Mỹ ngu. Cái bọn Việt Cộng cũng vậy, nó lợi dụng phương Tây để kiếm tiền, nó cũng chửi Mỹ ngu. Ông bà các anh chị em, thằng Việt Cộng nào cũng chửi nước Mỹ này ngu hết á. Tại sao vậy? Tại vì biết nó cộng sản mà còn chứa nó.
Nhưng mà không phải vậy đâu. Ông bà các anh chị em, cha nói người Mỹ người ta cũng không bao giờ nói người ta vĩ đại quang vinh. Người ta không bao giờ, cha chưa bao giờ nghe cái gì mà vĩ đại quang vinh ở đất nước này. Nhưng mà những gì họ làm á, không ai tưởng. Tại vì những gì chúng ta biết thì họ không làm. Cha nói cái này rồi. Những gì họ làm là chúng ta sẽ không bao giờ biết. Cho nên đừng có ngồi tự cao tự đại mà chửi người ta là ngu này ngu kia. Biết vậy cũng còn chứa. Cũng như biết thằng cộng sản đó cũng cho nó đầu tư vô, nó bỏ tiền vô, nó làm gì? Ngu gì không cho? Tiền mày bỏ vô nước của tao mà. Mỹ nó biết hết à, các bà các chị em. Nó cũng biết hết là tao có viện trợ cho cái tụi mày bao nhiêu. Mày cũng đem ngược lại cho nước tao à. Chứ không phải nó không biết đâu. Mà đúng sự thật như vậy. Tiền của nước ngoài viện trợ cho người dân, tức là cho những người lao động nghèo khổ, họ viện trợ. Nhưng mà chưa tới tay người lao động nghèo khổ, mà tới tay của cái thằng cận nghèo là ai vậy? Cái thằng cận nghèo lại là cái thằng cán bộ. Rồi những thằng cán bộ đó nó chia chác cho nhau. Rồi sao? Không chịu cất ở thiên đường. Cất không được. Cái thiên đường này cất không có được. Cho nên phải đem ngược lại ra xứ tư bản cất giùm. Cho nên Mỹ nó biết hết à. Tao cho mày, mày cũng đem ngược qua nước tao. Bây giờ mày có làm ăn cái gì? Tiền bạc với số lượng lớn mày cũng cất ở ngân hàng quốc tế. Mày qua ngân hàng Thụy Sĩ mày cất. Chứ mày cất ở trong nhà của mày đâu. Nó cũng biết hết. Người ta biết hết à. Vậy chứ nó cũng ngồi đó, nó chửi người ta ngu. Và nó cho nó là vĩ đại vinh quang. Chứ nói bà các anh chị em, cái thứ diệt cộng, chúng ta gọi là cái thứ mọi rợ là như vậy. Chúng ta gọi bằng cái từ mà nghe nó dưới đáy xã hội là như vậy. Tại vì cái thứ nó chỉ dùng những cái chiêu trò điếm thúi. Nó không có cái gì mà để cho người ta có một chút vớt vát lại để người ta còn coi trọng nó. Nó mắc cỡ, gọi là cái từ của nó ưa xài là mắc cỡ toàn tập. Mà các anh chị em, chúng ta dùng cái từ của nó để chửi lại nó. Mắc cỡ toàn tập, xấu hổ toàn tập. Thật sự là như vậy. Ai cũng biết nó hết á. Nó chỉ lừa được người dân ở trong nước. Vì sao nó lừa được người dân trong nước? Là bởi vì nó độc tài. 800 tờ báo đảng, đài truyền hình, tivi, đúng không? Mấy chục ngàn cái lo bông bí. Nó nắm hết rồi. Cho nên nó nghĩ rằng nó cầm chắc trong tay là nó nhồi sọ tẩy não được đồng bào chúng ta. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là người Mỹ và nước Mỹ. Người Mỹ tạo ra Google, người Mỹ tạo ra Facebook, người Mỹ tạo ra YouTube. Để chi vậy? Để cho người dân sáng mắt từ từ. Và từ ngày có những cái mạng xã hội, từ ngày mà chúng ta được hưởng được cái mạng truyền thông, rõ ràng đồng bào mình đã khác nhiều. Cho nên người Mỹ, nước Mỹ người ta biết hết. Người ta mà không biết nó hả? Ông bà, các anh chị và các em, chính Tổng thống Donald Trump cũng nói: tôi không ủng hộ các bạn được, bởi vì các bạn đang nuôi một lũ tham nhũng. Còn nhớ những lời mà Tổng thống Donald Trump gửi tới bạn trẻ trong nước Việt Nam không? Cha đã chia sẻ nhiều lần rồi. Các bạn đang ủng hộ những kẻ tham nhũng, làm sao tôi ủng hộ các bạn được? Và tôi ủng hộ các bạn hãy cất lên tiếng nói chống lại những kẻ độc tài trong đất nước các bạn. Tới chừng đó sẽ chắc chắn là nước Mỹ sẽ giúp. Nhưng mà các anh chị em thấy không? Người dân mình sợ nhà tù, sợ dùi cui, im thinh thích à. Bởi vậy cha mới nói rằng hãy nhìn dân tộc Ukraine và hãy nhìn cái đất nước Sri Lanka. Hãy nhìn những người dân đó để mà thức tỉnh cái quyền của con người, tức là quyền thuộc về đồng bào của mình. Đừng có để cho một cái lũ dốt nát tham lam này nữa, nó ngồi nó cai trị đồng bào mình nữa. Ông bà các anh chị các em, cha cũng đã chia sẻ rất nhiều. Có một cái bài viết rất hay, cha đọc ở đâu cha quên rồi, nhưng mà cha nhớ rất rõ. Có một cái chị đó, người con gái mà nói được như vậy nè: chúng ta còn một con đường, chúng ta chỉ còn một con đường, là trông chờ vào tinh thần đấu tranh quật khởi để dành một sự tự do cho đồng bào, cho toàn dân ở trong nước và cả hải ngoại. Chúng ta có cố gắng đấu tranh thì thế nào Cộng sản Việt Nam cũng sẽ tiêu tan mà thôi. Bởi vì thực chất thiểu số cái băng đảng tư bản đỏ này, bề ngoài chúng bám lấy danh xưng Cộng sản, mục đích của chúng chỉ là ăn cướp để làm giàu. Cho nên thế nào chúng cũng bị dân ở trong nước đồng loạt nổi lên và giết chúng. Bọn Việt Cộng đã từng tạo ra rất nhiều mâu thuẫn, như mâu thuẫn giữa tư bản đỏ với đại gia, số đảng viên, rồi những người nghèo, những người kém thế lực, tạo ra những mâu thuẫn với nhau, tạo
tạo ra mâu thuẫn giữa khối dân chúng lầm than với giới thống trị của bè lũ tay sai giàu có. Càng mâu thuẫn thì Cộng sản Việt Nam càng gia tăng hệ thống kìm kẹp công an cảnh sát để giải quyết mâu thuẫn đó. Áp lực càng tăng và càng mạnh thì dân chúng sẽ càng dùng mưu trí. Chen tin điều này. Rất là cảm ơn một cái chị gái Chen quên rồi. Chen có lưu lại những cái lời nói của một người con gái đanh thép như vậy. Chen rất là mừng vì có những người con gái như vậy, ông bà các anh chị các em. Chúng ta phải dùng mưu trí để bắt Cộng sản Việt Nam phải đầu hàng trước áp lực tinh thần của toàn dân vùng dậy trong cuộc cách mạng nhân bản, giành tự do ấm no và tiến tới một xã hội văn minh tiến bộ. Hãy tin tưởng và cố gắng đấu tranh cho đến cùng thì chiến thắng tất phải đến và đại nghĩa chắc chắn sẽ thành. Hay không? Chàng rất vui vì có những người anh thư như vậy. Bây giờ chàng nói chàng không phân biệt các anh các chị gì cả. Bất cứ một người nào là một con dân của nước Việt. Có anh chị em thấy không? Cái băng đảng cướp này nó đưa đất nước đến điều tàn. Nó đưa một xã hội càng ngày càng băng hoại. Trong mắt bạn bè quốc tế, những người đồng bào chúng ta, dù cho họ là những người tốt đẹp, họ có lương tri, có đạo đức, nhưng cũng bị xếp chung vào cái lũ nón cối dép râu. Chen không cam lòng điều đó. Cô bác anh chị các em, có mấy anh chị còn nói với Chen là tại sao không kêu tất cả những thằng cộng sản nào thì đi ra miền Bắc ở đi. Cái đó là chỉ là nói cho hả dạ thôi. Đó là không phải là một cái giải pháp. Bây giờ đất nước mình, Bắc Trung Nam gì cũng là dân tộc của chúng ta. Chỉ có điều là không còn cộng sản thì lúc đó đất nước của mình mới thay đổi được. Và cũng như cái chị anh thư này nói, phải tin tưởng và cố gắng tiếp tục đấu tranh cho đến cùng thì chắc chắn cái đại nghĩa sẽ thành công. Và đúng như vậy. Đại nghĩa, vì sao mà gọi là đại nghĩa ông bà các anh chị các em? Bởi vì cái đó là cái tình thương yêu, nó cao quý, thương yêu một đất nước, một dân tộc. Chàng muốn thức tỉnh các bạn trẻ khi các bạn nhìn cái đất nước Sri Lanka. Các bạn phải nhìn thấy điều đó. Các bạn nhìn thấy tinh thần của người dân Ukraine rồi, phải không? Chàng đã từng chia sẻ rồi. Bây giờ các bạn phải nhìn thấy người dân Sri Lanka để nhìn thấy rằng cái tương lai của nước Việt của mình nó là phụ thuộc vào lòng dân là như vậy. Chút xíu nữa Chàng sẽ mở nhạc. Khi mà Chàng ngưng bài viết ở đây đó, bài nói ở đây đó, thì Chàng chia sẻ cái này cho các anh chị. Tại vì các anh chị gửi ở trên nè. Chen không biết là nó xuất phát từ thời nào ở của đất nước Trung Hoa. Chắc em nghĩ là cái thời chiến quốc của cái thời đất nước Trung Hoa đó. Tại vì họ, những cái người mà họ rất là giỏi về binh pháp đó, và các anh chị các em, họ có nhiều cái hay lắm. Chen có từng nói về đất nước Trung Hoa ngày xưa nha, chứ không phải là cái kiểu của Tàu Cộng bây giờ. Bây giờ là nó thành là Tàu Cộng rồi, chúng ta gọi là Trung Cộng rồi. Bởi vì từ khi mà có Cộng sản nó du nhập vào thì nó mất đi những cái tinh hoa tốt đẹp rồi. Nó xóa hết nát hết rồi. Cộng sản đi tới đâu là như vậy đó. Và các anh chị có gửi ở trên một cái bài viết, một cái những cái nhà tư tưởng nổi tiếng của thời chiến quốc của Trung Hoa xưa đó, Trung Hoa ngày xưa. Họ nói rằng những cái thảm họa được viết trong những cuốn sách để nói về một quốc gia sắp diệt vong nó như thế nào. Thì trên chia sẻ cũng là một cái hay cho các bạn trẻ trong nước thấy. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là quốc phòng thì lỏng lẻo mà xây dựng những cái cung điện hoa lệ, đó là cái đại họa thứ nhất. Và chị thấy đúng như vậy. Và các chị thấy không, một cái đất nước quốc phòng lỏng lẻo, đúng không, chứ còn gì nữa. Bây giờ chị hỏi ông bà các anh chị các em nè, bọn Cộng sản Việt Nam nó đâu cần phải có một cái quốc phòng giỏi để làm gì nữa. Cho nên bây giờ đi bộ đội là chỉ có trồng rau muống, trồng rau dền hay bắn thịt heo thôi, hay là vô trong đó nhảy lên lambada gì đó, chỉ vậy thôi. Tại sao vậy? Là tại vì còn chủ quyền đâu mà cần có quốc phòng. Ông bà các anh chị để ý nghe, biển đảo thì mất hết rồi, phải không? Ải Nam Quan, thác Bản Dốc thì đe giao cho Tàu Cộng luôn rồi. Đặc khu 995 còn nằm đó, phải không? Những khu tự trị có hết rồi. Tức là sao? Những cái đặc khu dành riêng cho người Trung Cộng, đúng không, cho bọn Tàu Cộng ở, có hết rồi. Và khắp trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều có mặt của thằng Tàu Cộng. Tất cả những căn cứ địa quan trọng cha đã chia sẻ rồi. Hồi trước á, còn một cái điều, một cái chỗ chưa tới, đó là bên cái đảo Phú Quốc. Ông bà các anh chị còn nhớ không? Nó chỉ có
những cái khu mà từ Bắc vô tới miền Trung thôi. Miền Nam chưa có, nhưng mà bây giờ cũng xong luôn rồi. Thấy không? Vì sao cho nói vậy? Bởi vì thằng Tạo Cộng này nó tính rất hay. Nó thuê cái đặc khu ở cái vùng biển của Campuchia. Ông bà các anh chị các em, nhưng mà nó khôn lắm. Nó biết rằng từ cái chỗ Campuchia đó mà đi xuống cái mũi Cà Mau đó, tức là đảo Phú Quốc thì gần. Cho nên thằng Tàu Cộng cũng lụm luôn rồi. Bây giờ thằng Tàu Cộng có mặt đầy trên đảo Phú Quốc, nghe không? Rồi sau đó đi qua bên Campuchia, đặt cái căn cứ địa ở đó, tức là nó rất gần với Việt Nam rồi. Cho nên là xong luôn rồi. Xong rồi, khỏi bàn rồi, chứ đã chia sẻ điều này rồi. Thì cho anh hỏi nè, quốc phòng cái gì nữa? Còn cái gì nữa đâu mà quốc phòng? Cho nên một cái mất nước là gì? Cái thảm họa mất nước đầu tiên là cái gì? Là quốc phòng lỏng lẻo nhưng mà lo đi xây cung điện. Đúng vậy. Nhà cửa của thằng cán bộ nào cũng là biệt phủ, cũng chạy xe sang. Nhưng mà sao? Chủ quyền lãnh thổ thì không còn. Cho nên đó là cái gì? Đó là cái nô lệ. Một đất nước chấp nhận làm nô lệ mà toàn dân mình chẳng ai quan tâm. Mà thiệt là cũng thấy lạ đó ông bà các anh chị các em. Không biết tại sao cái bọn cộng sản này nó cai trị hay lắm. Toàn dân không có ai quan tâm tới chính trị cả. Không ai quan tâm tới là thằng Tàu Cộng đã có mặt ở tất cả những căn cứ địa quan trọng trên đất nước Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam, trên mảnh đất hình chữ S đó. Một điều lạ lùng như vậy. À, rồi gì nữa? Cái đại họa thứ hai là gì? Quốc gia thù địch thì áp sát biên giới. Bên ngoài không có bạn bè đồng minh. Đó là một cái đại họa thứ hai, đúng không? Thấy đúng không, ông bà các anh chị các em? Không sai được, không sai vào đâu được. Cái điều này rất hay nè. Quốc gia thù địch thì áp sát biên giới, đúng không? Tàu Cộng là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc của chúng ta từ ngàn xưa tới bây giờ. Rồi bây giờ sao? Campuchia cũng ghét thằng Việt Nam. Ông bà các anh chị em nên nhớ điều đó. Không ai ưa cả. Không ai ưa thằng Cộng sản Việt Nam cả. Thấy không? Quốc gia thù địch thì sát sông biên giới. Bên ngoài thì không có đồng minh. Đồng minh là ai? Đồng minh là thằng Nga, đúng không? Bây giờ bày đặt chơi cái chiêu. Ông bà các anh chị em, bây giờ bọn Cộng sản Việt Nam chơi cái chiêu đem tiền đi qua mấy nước châu Phi. Đem mấy cái thằng làm YouTube đi qua bên nước châu Phi, bày đặt đem lương thực đồ qua để giúp cho mấy người dân châu Phi. Chắc tính qua đó để bắt đầu tẩy não nhồi sọ người ta, để mua chuộc người ta, mua chuộc lòng người đó. Cho nói làm chuyện mắc cỡ. Không có đồng minh là đúng rồi. Tại vì sao? Tại vì qua cuộc chiến Nga và Ukraine này, bọn Cộng sản nó đã đưa 2 phiếu trắng và 1 phiếu chống để nói rõ lập trường của nó là nó dẫn theo Nga và theo Tàu. Vậy thì khi mà có chuyện xảy ra, đi mà mướn đi, mướn người ta làm đồng minh để giúp mình. Cho nên đó là cái gì? Đó là một cái đại họa thứ hai. Và chính xác là như vậy. Ông bà các anh chị và các em, chính xác là như vậy. Chẳng có ai giúp đỡ mình cả. Lúc đó, bây giờ nếu mà có một cái gì đó ầm ầm ở ngoài Biển Đông thì thử ai giúp? Campuchia hả? Lào hả? Nga hả? Xin lỗi, Nga nó đang bận. Thằng Nga đang bận. Đang bận đi du lịch ở trên đất nước của Ukraine. Thấy không? Không có rảnh để mà giúp đâu. Nhưng mà sao? Tàu tới chết vẫn trung thành với Liên Xô và Tàu Cộng. Thì ráng mà chịu. Thì ráng mà chịu. Rồi gì nữa? Cái đại quả thứ ba là gì? Huy động quân đội dân chúng vào một cái sự cố và một cái số sự tình vô dụng, làm mệt sức dân, ban thưởng cho những kẻ bất tài, sức dân thì bị vắt kiệt vào những chuyện vô dụng, tài chính bị móc sạch, những việc tiếp đãi ăn uống, đi lại giải trí. Đó là cái đại quả thứ ba. Và chính xác như vậy. Hai cô bác, anh chị và các em, ban thưởng, đúng rồi, tụi nó băng đảng ban thưởng cho nhau, ăn hoài ăn tới già không hết. Còn dân thì cứ sao? Vắt kiệt sức dân. Bây giờ nè, cái gì cũng tăng hết. Giá cả cái gì cũng tăng, từ thực phẩm đi vào chợ cái gì cũng tăng. Người dân sẽ sống như thế nào? Có anh chị và các em. Rồi sao? Vắt kiệt sức dân là sao? Đã dân đã khổ rồi mà còn ngồi đó móc túi dân nữa. Thấy không? Vẫn bòn rút cái túi của dân nữa. Vắt kiệt sức dân. Cho nên cha nói, rồi sao? Quan tham thì sao? Đi ăn chơi hưởng sung sướng, đúng không? Đúng chứ còn cái gì nữa?
Có anh chị thấy không? Đi uống rượu Tây, ăn bò lát vàng mà. Đi hưởng, đi du hí trời Tây không? Có mấy em đợi sẵn ở bên này nữa. Rõ ràng là như vậy. Chính xác cho cái bộ mặt của băng đảng Cộng sản Việt Nam. Không sai vào đâu được. Rồi gì nữa? Thứ tư là gì? Quan chức chỉ lo bổng lộc của bản thân. Đúng vậy. Người được phái đi du thuyết thì chú ý đến tìm bạn bè. Người chấp chính soạn thảo pháp luật thì để phạt dân. Người dân do sợ hãi mà không dám nói về chính trị. Đó là cái đại họa thứ tư. Và chính xác như vậy. Không sai một chỗ nào luôn. Bởi vậy cho anh nói, tại sao những cái người ngày xưa đó, những cái tư tưởng thời chiến quốc ngày xưa, của Trung Hoa ngày xưa, tại họ lưu lại những cái lời nói hay như vậy. Và đúng cho tới thời bây giờ luôn. Dù cho cái thời chiến quốc đã xưa là xưa, nhưng mà chúng ta thấy hiện tại y chang như vậy. Quan chức chỉ lo cái gì? Lo tới bổng lộc của bản thân. Đúng vậy. Có anh chị em thấy không? Có thằng cán bộ nào mà nó không lo làm giàu không? Nó vừa mà nó vô được kết nạp đảng một cái bắt đầu nó sao? Nó dùng cái mọc đỏ của nó. Dù cho chức vụ gì, thằng bự thì ăn theo cái cục bự. Thấy không? Thằng chức vụ nhỏ cũng ăn theo chức vụ nhỏ. Mạnh thằng nào đấy ăn. Mạnh thằng nào đấy ăn luôn. Rồi sao? Người chấp chính tức là những người mà tạo ra, những người mà soạn ra pháp luật á, để làm gì? Để thảo phạt người dân. Đúng vậy. Nó tạo ra pháp luật không phải là để cho nó, mà nó chỉ để cho người dân mình thôi. Nó tạo ra luật rừng để nó áp dụng lên người dân của mình, để làm thống khổ lên cho dân của mình. Đúng vậy không? Chính xác là như vậy. Rồi sao? Để cho người dân sợ hãi, không ai quan tâm tới chính trị. Và chính xác luôn. Rồi đó là cái đại họa thứ tư. Rồi gì nữa? Đại họa thứ năm là gì? Người chấp chính tự rêu rao mình xuất sắc, mình giỏi, mình sáng suốt, không hỏi ý kiến người dân, tự cho là thế giới hòa bình, không có phòng bị, các quốc gia xung quanh đều đang mưu cầu phát triển, còn người cầm quyền không nghĩ đến tiến thủ. Đó là cái đại họa thứ năm. Ôi, sao mà đúng dữ vậy? Bà, các anh chị và các em. Các anh chị các em, thứ gì đâu không, thứ ngu dốt không, tối ngày lo ngồi đó tự rêu rao mình giỏi, mình vĩ đại, mình vinh quang, muốn làm gì làm. Có bây giờ mà nghe cái chữ trưng cầu dân ý bao giờ đâu? Có không? Không bao giờ. Độc tài mà trưng cầu dân ý gì? Nó giỏi quá rồi, nó đâu cần nghe lời của dân nữa. Có một cái đất nước nào mà ông bà các chị thấy không, bầu cử dân cũng không bầu. Tụi dân đâu bầu mấy đàn đó lên đâu, đúng không? Cũng chẳng có cái gì hỏi ý kiến của dân, muốn làm gì đó làm, tự tung tự tác. Nào là tiền quốc gia, ngân khố quốc gia tự chi chác cho nhau, ăn mặc sung sướng sống cho đã đời, chẳng lo gì tới người dân cả. Trong khi đó những cái nước lân cận người ta chăm sóc người dân, tạo ra người tài. Để chi vậy? Để phục vụ lại cho đất nước người ta. Thì đất nước của người ta mới là cái gì? Mới phát triển, mới giàu mạnh. Còn cái đất nước gì nó giỏi quá rồi. Thấy không? Nó ngu dốt mà nó nghĩ nó giỏi. Dân người nào cũng là dở hết á. Tại sao vậy? Tại nó dốt mà nó còn ngồi trên đầu dân mà. Thì nó coi dân là cái gì nữa? Cho nên chính vì vậy mà đó gì? Đó là cái đại họa thứ năm là đúng vậy. Mà không sai một chỗ nào được. Bà các anh chị các em. Rồi cái thứ sáu là gì? Người được tín nhiệm trọng dụng lại không trung thành với quốc gia. Người thực sự trung thành quốc gia lại không được trọng dụng. Đó là cái đại họa thứ sáu. Cũng đúng như vậy, ông bà các anh chị và các em. Nhưng mà có một điều này. Ở đất nước độc tài, các bạn thấy đó, các bạn có tài có đức cũng vậy mà thôi. Các bạn phải biết ác. Tại vì nó chỉ cần như vậy thôi. Nó chỉ cần bạn gia nhập vào cái băng đảng của nó. Các bạn phải biết tham, biết ác thì bạn sẽ có của, có quyền. Người tài để làm gì trong đất nước Việt Nam? Người tài để làm gì? Ông bà các anh chị em, người tài. Nhưng mà nếu không ác á, thì cũng bị băng đảng của nó thanh trừng mà thôi. Bất cứ một người nào mà đứng lên nói là tôi muốn trưng cầu dân ý, tôi muốn làm lại, tôi muốn làm cho một đất nước Việt Nam nó khác đi, bỏ độc tài đi, thử coi. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ là thành cái xác khô liền. Xin lỗi ông bà các anh chị em, nói thẳng là như vậy. Vừa có một cái gì đó, một cái ngọn lửa gì đó mà tốt đẹp, mà nhen nhóm ở trong đất nước độc tài thôi, nó đã canh me, nó rình mò, nó diệt sạch từ trong đất nước rồi. Cho nên làm gì có hiện tại. Mà một đất nước mà không có hiện tài, cũng không biết trọng dụng hiện tài, mà chỉ tối ngày để những kẻ ngu dốt nó ngồi trên đầu, trên cổ dân, thì đất nước đó nó từ từ nó sẽ tới gì? Tàn lụi thôi. Đó là điều tất yếu. Cái đó là một đứa con nít như Chen còn hiểu được mà. Ông bà các anh chị các em, có gì mà không hiểu được nữa đâu. Thấy không?
Người tài để làm gì? Các bạn học để làm gì trong nước cộng sản? Tôi hỏi một câu luôn, các bạn học đại học để làm gì? Trong khi đó bằng cấp của các bạn không có một đất nước nào công nhận cả. Dù cho bạn tốt nghiệp là cái loại giỏi, loại A, loại B gì tôi cũng cần biết, nhưng không có ai chấp nhận cái bằng cấp đó. Vậy thì các bạn học để làm gì? Để làm cu li. Các bạn học để chạy xe ôm đúng không? Như Trang nói hồi nãy. Tại vì sao vậy? Tại vì các bạn không có người thân. Các bạn không phải là con ông cháu cha. Các bạn cũng không có tiền đút lót. Các bạn cũng không có tiền để mua bằng mua cấp. Thì các bạn suốt đời sẽ là những người dân gọi là gì? Đầu tắt mặt tối. Trang dám khẳng định một câu như vậy luôn. Cho nên người tài không được trọng dụng trong một đất nước, thì đất nước đó sẽ đưa đến tàn lụi. Trong khi những đất nước của người ta, người ta từ một em bé nhỏ, người ta chăm sóc về sức khỏe, ông bà các anh chị các em. Những đứa trẻ bên này, nó ăn đồ ăn không hết, nó dục. Nó vào trường, nó được uống sữa, được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Tại vì đó là cái tương lai của đất nước người ta. Còn cái đất nước gì, ông bà các anh chị thấy không? Từ nhỏ xíu đi học đóng tiền là thấy bà rồi. Ăn đồ thì ăn cái ăn đồ gì? Ăn mấy cái đồ bán ngoài trước cửa trường hả? Mấy cái đồ của Tàu Cộng nhập qua hả? Rốt cuộc rồi, cho nên Trang nói là nó đâu cần lo. Ta đâu cần hiện tại để làm gì. Tụi tao không cần hiện tại ở đất nước này. Tụi tao chỉ cần một cái băng đảng, nó tiếp tục bao che cho nhau, nó đoàn kết với nhau, để nó hút máu đồng bào thôi. Đó, đồng bào mình phải nhìn ra điều đó. Rồi điều thứ bảy là gì? Hãy nhìn sự thật nè. Dân sinh thì khốn đốn, không bảo đảm được cuộc sống thường ngày. Quan lại thì không có năng lực để xử lý quốc sự. Đúng vậy. Người chấp chính khen thưởng không khiến người dân vui mừng. Người chấp chính trừng phạt không có tác dụng khiến dân sợ hãi. Đó là quả thứ bảy. Đúng như vậy, chính xác như vậy. Ông bà các anh chị em thấy không? Cuộc sống dân sinh thì khốn đốn. Chưa bao giờ Trang nghe được cái chữ, bốn chữ là an sinh xã hội. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ chăm sóc cái gì cho người dân cả. Thấy không? Bệnh ung thư thì tràn lan, bệnh viện thì không mở ra. Có anh chị em thấy không? Nằm lê lết ngoài lề đường, uống thuốc giả, ăn đồ độc, chẳng có ai lo màng gì tới. Cuộc sống của người dân thì khốn đốn. Hằng ngày cũng không có bảo đảm được cuộc sống hàng ngày. Không có sức khỏe gì cả. Ăn gì mà khỏe? Ăn đồ của bọn Tàu Cộng nhập qua không? Tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì không có tiền. Phải đi mua những cái đồ rẻ mà ăn. Còn những thằng quan lại á, nó ngồi ở trong những cái biệt thự, biệt phủ của nó thì ăn đồ tây không? Ăn đồ ngon không? Thì thử hỏi có chịu nổi không? Ông bà các chị các em, rồi gì nữa? Người chấp chính được khen thưởng mà không làm cho dân hài lòng. Đúng vậy. Khen thưởng người này, khen thưởng người kia, giống như tự nhiên cái Trọng Lú trao một cái bằng quân chương lao động cho cái kit xét nghiệm Việt Á. Rồi sau đó đùng đùng một cái, ôi toàn là kit giả nhập từ bên Tàu Cộng về, hút máu đồng bào, im ru luôn. Đúng không? Những cái gì mà Trang vừa nói đúng chính xác không? Đúng không? Nó khen thưởng cái công ty kit xét nghiệm Việt Á giả đó, rồi bây giờ sao nó im ru rồi? Người dân cũng không quan tâm luôn. Rồi gì nữa? Người chấp chính bị trừng phạt không có tác dụng, làm cho dân bất an. Đúng vậy. Cô bác anh chị các em thấy nè, người chấp chính mà phạt những người mà có tội, những thằng cán bộ đút lót tiền bạc thì thành vô tội hoặc là tội nhẹ, đúng không? Cũng giống như thằng Nguyễn Đức Chung, mới đây Trang có thấy báo Đảng đăng, nó đem bằng khen gì đó trong cái nhiệm kỳ của nó, được tặng trong mấy quá trời một đống bằng khen gì đó, rồi còn mày đặt cống nạp thêm mấy tỷ bạc để giảm nhẹ tội. Chứ hỏi ông bà các anh chị và các em nè, người chấp chính mà trừng phạt không có tác dụng làm cho dân hài lòng, đó là một cái đại họa thứ bảy. Và đúng như vậy, y chang luôn, cho nói từ 1 tới 7, nó không khác một cái gì trong xã hội cộng sản cả. Tại sao nó trùng hợp như vậy? Ông bà các anh chị em, tại sao nó trùng hợp như vậy? Tại sao là những cái tư tưởng của những con người sống ở thời chiến quốc lận mà? Mà tại sao mà chúng ta quay ngược tới hiện tại này nó đúng như vậy? Cho nên Trang nói rồi, cơn ác mộng dù đã bắt đầu từ cuộc chiến Nga và Ukraine rồi cho những kẻ độc tài, nhưng mà tại vì khi mà cái biến cố xảy ra ở cái đất nước Sri Lanka này, đó mới là cái điều mà chúng ta chứng thực rằng cái cơn ác mộng của những kẻ này nó bắt đầu lòi ra. Ông bà các anh chị các em,
bảy cái đại họa này Chanh vừa nói xong đó sẽ không bao giờ giữ được một cái đất nước hoặc là quốc thái dân an được nếu đất nước đó tồn tại những điều này. Và chính xác như vậy, dân sẽ không bao giờ an, phải không? Nước sẽ không bao giờ có cái sự gọi là kêu bình trị, không bao giờ có, chắc chắn tất yếu sẽ sụp đổ. Ở bất cứ quốc gia nào có bảy cái đại họa này thì chắc chắn sẽ sụp đổ. Đó là cái lời nói của Chen, và Chen vẫn tin tưởng điều đó. Chen không bao giờ thay đổi lập trường của mình, bởi vì Chen tin là người đang làm và trời đang nhìn. Dù thế nào đi nữa, dù cuộc sống ông bà các anh chị em thấy có những lúc bất công nó kỳ lắm. Thí dụ Chen nói là ông Abe cũng vậy, một cái người hiền có tài như vậy lại bị hãm hại như vậy, đó là cái gì? Đó là cái sự bất công. Nhưng mà dù thế nào chúng ta vẫn cũng phải tin tưởng một cái đường thắng là người đang làm trời đang nhìn. Và luật nhân quả nó chỉ đến chậm, chứ không phải là không đến. Chen rất là mong, tha thiết mong tất cả ông bà các anh chị và các em đã cùng với Chen 2 năm mấy qua phải tin tưởng vào điều đó, để chúng ta luôn giữ cái lương tâm của mình, một cái sự chính trực trong lòng của mình. Dù chúng ta có nghèo nhưng không được sống hèn. Và Chen muốn thức tỉnh các bạn trong nước Việt Nam, quyền của công dân các bạn, những cô chú bác anh chị em ở trong nước Việt Nam, quyền của một công dân phải thực hiện, phải được thức tỉnh lên. Ai cũng có cái quyền đó. Và đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Chen nói là Chen nói hết lòng của mình để một cái tương lai tốt đẹp cho đất nước Việt Nam của chúng ta, chứ không phải là cứ như vậy hoài, chứ không phải là bị cả thế giới phỉ nhổ như vậy hoài. Ông bà các anh chị các em, không phải như vậy. Một cái dòng giống lạc hồng không thể nào đơn giản như vậy. Mà để cho một cái lũ, một cái băng đảng làm chó tứ xuyên của bọn Tàu Cộng này nó tàn phá như vậy, rất là mong các bạn trong nước Việt Nam. Chen không sống ở trong đất nước Việt Nam, nhưng mà Chen vẫn nhìn về quê hương Việt Nam và tha thiết mong các bạn hãy thức tỉnh, hãy nhìn thấy những bài học trước mắt, những bài học trước mắt. Và cùng với những người có lý tưởng, bạn các bạn âm thầm cũng được, chỉ cần các bạn giữ cái lập trường của mình, đừng thay đổi lòng của mình, đừng có gì bất cứ lý do gì mà như những cô chú bác nói, sống hèn, đừng bao giờ, dù bất cứ lý do gì. Chen cũng hay tâm sự với ông bà các anh chị em, ai cũng sanh ra một lần và chết một lần, xin hãy sống cho xứng đáng. Và khi cái chết nó đến, chúng ta vẫn ngẩng cao đầu và chúng ta tự hào về những gì chúng ta đã làm. Đó mới là cái giá trị thật của cuộc sống này, chứ không phải là xuống đây để cơm áo gạo tiền, để ăn hưởng ngủ rồi chết. Không phải như vậy đâu, không đơn giản như vậy. Mới hôm thứ Bảy Chen đã chia sẻ một cái bài live stream, Chen nói là người có sứ mệnh sống hay chết gì cũng được người ta tôn trọng và tôn vinh. Còn hơn những kẻ sống không bằng chết, đó mới là cái sự xấu hổ thôi, phải không ông bà các anh chị các em? Bởi vì không phải là chúng ta xuống đây để mà ăn, để mà ngủ, không phải, không phải như vậy. Ai cũng có một cái sứ mệnh mà, Chen tin tưởng điều đó mà. Bây giờ Chen ngưng ở đây, Chen sẽ hát tiếp một cái bài hát thứ hai của Cục Chính Quấn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cái bài Giặc Cờ Đỏ, hay là có cái tựa nữa là Giặc Từ Miền Bắc Vô Đây. Chen muốn nghe, rất muốn gửi đến các bạn bài hát này để các bạn thấy rõ ràng là bọn Cộng sản Bắc Việt, và giờ này nó trá hình với bọn băng đảng Cộng sản Việt Nam đó, đó là một cái thứ gọi là cái gì? Kẻ thù của những người Việt chân chính. Chúng ta là người Việt chân chính, là người Việt quốc gia thì không bao giờ là Cộng sản. Mà đã là Cộng sản là gì? Đã là Cộng sản thì sẽ là một chế độ tay sai của ngoại bang. Đừng bao giờ quên điều đó các bạn. Tại vì dân tộc của chúng ta, từ khi mà chưa có Cộng sản du nhập vào đất nước Việt Nam chúng ta, các bạn phải nhớ Bắc Trung Nam đều là một, và đều mang cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Các bạn phải nhớ điều đó. Nhưng mà từ khi cái tên Hồ Tặc và đàn em của ông ta, băng đảng của ông ta đem cái chế độ Cộng sản này du nhập vào quê hương Việt Nam thì mới có chuyện xảy ra. Mới có chuyện là Vĩ Tuyến 17, mới có chuyện là Hiệp định Genève, mới có chuyện là bắt đầu Nam Bắc tương tàn, mới có chuyện là triệu triệu đồng bào phải chết. Các bạn phải nhớ điều đó. Trước khi có chế độ Cộng sản, mảnh đất hình chết này Bắc Trung Nam là một khối. Các bạn phải nhớ điều đó. Nhưng mà từ khi có Cộng sản mà cho tới giờ này, thế kỷ 21, nó cai trị ở miền Nam 47 năm rồi. Gần một thế kỷ qua, nó có mặt trên quê hương chúng ta. Nó đã phá tan đất nước Việt Nam của chúng ta. Nó làm cho lòng người bây giờ không ai có thể đồng lòng được.
không bao giờ có sự thống nhất được. Tất cả là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Các bạn phải nhớ điều đó. Và Chen nói thẳng như vậy. Ghét chửi thì cứ việc ghét và chửi. Nếu hiểu ra được rồi thì hãy thức tỉnh. Chỉ vậy thôi. Bây giờ Chen hát cái bài Giặc từ miền Bắc vô đây, hay là cái bài Giặc cờ đỏ của cục chính quyền của lực Nam Cộng Hòa. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu đồng bào. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu anh em. Hận thù đó cất cao trong lòng người. Hận thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chiến tích hận thù. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc hôi tanh. Giặc thù đó xâm lăng, giặc thù đó bạo tan. Giặc thù đó giết hại dân làng, đốt phá quê hương. Ôi vùng Chỉ Thiên An Lộc, vùng tám biên lửa máu, từ vực sâu hận thù. Dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắn giết đồng bào ta, vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó. Anh em ơi vùng lên diệt bao tàn, anh em ơi vùng lên diệt xâm lăng, anh em ơi nước còn ta mới còn, còn tự do là còn cơm no. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu đồng bào. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu anh em. Hận thù đó cất cao trong lòng người. Hận thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chiến tích hận thù. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc hôi tanh. Giặc thù đó xâm lăng, giặc thù đó bạo tan. Giặc thù đó giết hại dân, đốt phá quê hương. Ôi vùng Chỉ Thiên An Lộc, vùng tám biên lửa máu, từ vực sâu hận thù. Dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắn giết đồng bào ta, vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó. Anh em ơi vùng lên diệt bao tàn, anh em ơi vùng lên diệt xâm lăng, anh em ơi nước còn ta mới còn, còn tự do là còn cơm no. Cả nhà mình nghe cái bài thấy đúng không? Không, chính xác là như vậy. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào, đúng như vậy. Và còn tự do thì còn cơm no. Vì sao mà Chen nói như vậy? Chen quay lại với một chút xíu với cái bài viết của một người tác giả Quy Hà. Cô bác anh Chen thấy nè, khi mà mình thấy cái biến cố lịch sử của người dân Sri Lanka này đó, bây giờ ai cũng thấy, khi mà cái bọn tham nhũng độc tài đó, nó tham nhũng, nó ăn nó bớt xén
tất cả những ngân sách của quốc gia, cũng giống như bọn tà quyền Cộng sản Việt Nam vậy, thì không còn ngoại tệ nữa, để không có thể nào mà nhập xăng dầu thuốc men nữa. Từ từ rồi người dân bắt đầu sống khốn đốn, khổ sở, vật giá bắt đầu leo thang, lạm phát gia tăng, đồng tiền không còn giá trị nữa. Và khi mà lạm phát thì đồng tiền đã mất giá trị. Chàng đã chia sẻ điều này rất nhiều rồi. Người dân bắt đầu nghèo đói, nợ công thì chất lên đầu của dân. Bây giờ trong nước Việt Nam, mỗi người công dân Việt Nam nợ công bao nhiêu rồi? 40 mấy triệu chưa? Không bà, các anh chị em, 45 triệu không? Cỡ đó không? Và chúng cứ tiếp tục hút máu trước sự im lặng phục tùng không chống đối của con người, tức là người dân. Và chúng luôn nghĩ rằng người dân vẫn còn tiền, còn vàng, còn đủ ăn, cho nên nó không sợ cái gì nữa, mà không có bòn rút móc túi đồng bào. Thêm vào đó, chúng còn bám vào sự quan hệ mật thiết với bạn Trung Cộng. Để chi? Để đàn áp mang rợ, để mượn nợ, để bắt đầu đi bán biển bán đảo, đất đai tài nguyên đất nước, rồi bắt đầu bỏ túi riêng. Vậy thì bây giờ 98 triệu dân trong đất nước Việt Nam, nhất là các bạn tuổi trẻ, bây giờ đã chiếm 70% rồi. Trong đó có bao giờ ai thức tỉnh để nhìn theo cái tấm gương của những người tuổi trẻ ở bên đất nước Sri Lanka? Ở Sri Lanka đó ông bà các anh chị em, đa số là những người dân trẻ. Và chỉ những người đó mới thay đổi được vận mệnh của đất nước của họ. Rất là mong lắm thầy, qua cái biến cố này, ông bà các anh chị các em, qua cái biến cố này chúng ta thấy rằng rõ ràng là không cần quân, không có cần viên đạn nào, đúng không? Chàng đã chia sẻ rất nhiều lần rồi. Có cần phải có rồi máy bay chiến cơ, rồi máy bay chiến đấu gì không? Có cần quả tiễn đại bác gì không? Không. Không. Đây thật sự là một cái tác, là bài học cho những tên, những kẻ Việt Cộng, những kẻ Cộng sản. Và Chàng cũng nói luôn với ông bà các anh chị và các em, ngày xưa anh Huy Hà cũng có nói, ngày xưa ông cha ta khởi nghĩa đánh đuổi giặc Tàu ra sao, dân Liên Xô nổi dậy lật đổ Liên bang Xô Viết như thế nào, dân Đông Âu nổi dậy lật đổ chế độ Cộng sản ra sao, người dân ở Cuba, Miến Điện, Hồng Kông cũng đã từng nổi dậy và cho thấy tinh thần của họ. Và chúng ta vẫn tin tưởng vào điều đó. Cho nói lật thuyền là dân, đẩy thuyền cũng là dân. Và đúng đó là câu nói của cụ Nguyễn Trãi, rất đúng như vậy. Cho rất là cảm ơn anh Huy Hà và tất cả những cô bác, anh chị, các em đã gửi cho Chen rất là nhiều thông tin trong mấy ngày qua. Và Chen cũng chỉ có chia sẻ được một vài thôi, bởi vì Chen không có thời gian nữa. Bây giờ mình sẽ còn thời gian chút xíu, mình nghe một vài bài hát mà các anh chị đã yêu cầu Chen. Cứ trả nợ cho hết rồi bắt đầu hát bài mới ha. Có một cái bài hát rất hay của một cái anh đó yêu cầu Chen, là cái tựa là Cho tròn tuổi loạn, hay là Xin tròn tuổi loạn gì đó. Nhưng mà trên anh nói rằng 2 năm rồi trên không trả nợ. Trên nhớ là trên có hát rồi, chứ trên có trả nợ rồi, mà chắc tại nhiều khi cái bữa livestream đó thì mấy anh chị không có coi, rồi nói rằng tại sao mà yêu cầu cái bài hát mà 2 năm mấy rồi không thấy trả nợ. Thì không có sao, nếu mà nợ nần mà nó kéo dài lâu đó thì nó chỉ có lời thôi, đâu có sao đâu. Ông bà các anh chị theo trên vẫn cười hề hề thôi, tại vì trên biết mắc nợ càng nhiều càng tốt. Tại cái nợ này là cái nợ tình thương mà, chứ Chen có nợ nần gì ai đâu. Nợ này là cái nợ tình cảm, tình thương, tình người, tình đồng đội, phải không? Với nhau. Và Chen chỉ biết là Chen nợ ai? Chen nợ Hồng Thiên Sông Núi, phải không? Chen nợ những người đã hy sinh xương máu. Chen nợ những người anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa. Chen nợ nợ nhiều. Và nợ những người vừa là lính, vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà thơ, nhà văn, là sáng tác ra những cái bài nhạc cho Chen hát bây giờ đây. Chen nợ họ đó. Bởi vì có cảm ơn cỡ nào thì họ cũng biết có nghe được không, thì Chen nợ vậy thôi. Còn những cô bác anh chị các em trong cái diễn đàn của Chen là Chen nợ, nhưng mà Chen nợ nợ tình thương, mà Chen còn muốn nợ nữa, tại vì nợ cái đó nó có tiền lời, mà tiền lời về tình thương thì nó ôi thôi, Chen thích lắm. Ông bà các anh chị các em, không có gì bằng tình thương cả, Chen nói hoài. Cho nên để cho Chen nợ đi, lâu lâu nhắc lại cho vui. Mới 2 năm thôi mà. Một cái bài hát rất là hay, Cho tròn tuổi loạn, hay là Xin tròn tuổi loạn gì đó.
mà Chanh nhờ chú Tư hay chị nước non giúp Chanh nghe. Tại sao có lúc là xin tròn tuổi loạn mà có lúc là cho tròn tuổi loạn là sao? À, sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh phải không? Chanh nhớ Chanh đã từng hát rồi, nhưng mà một bài hát này hay lắm. Bây giờ mình thưởng thức bài hát này nha. Rồi sau đó là những bài nhạc tình yêu. Ôi mướt mát quá, làm Chanh cũng nôn nao nữa. Tham khó tàn vô tình, tôi không mê nét đẹp lòng lấy giai nhân, tôi không mơ quyền quý cung son vàng, bao chúa hay ông hoàng quyền uy cao nhất thế gian, thương quê hương qua non thế kỷ không cười, thương quê hương thăng trầm chuyển biến không nguôi, làm sao nơi hồn chí linh sông đằng vạn kiếp hay hà hồi những dòng lịch sử đâu rồi. Tôi chỉ xin đầy lúa thơm quê mẹ hiền, hàn gắn quê cha buồn phiền với niềm tin, cho tôi xin đóa hoa tình nụ còn phong kiến, những chân thành ngọt mềm chính nguyên, tiếng ban đầu ngỏ lời yêu em. Xin an vui cho anh lứa tuổi đăng trình, xin cho em chuỗi ngày buồn thoáng qua nhanh, cho xin thêm ngày tháng xanh màu hoài, để lớp trai thơ dại đốt đèn đọc sách đêm dài. Tôi chỉ xin đầy lúa thơm quê mẹ hiền, hàn gắn quê cha buồn phiền với niềm tin, cho tôi xin đóa hoa tình nụ còn phong kiến, những chân thành ngọt mềm chính nguyên, tiếng ban đầu ngỏ lời yêu em. Xin an vui cho anh lứa tuổi đăng trình, xin cho em chuỗi ngày buồn thoáng qua nhanh, cho xin thêm ngày tháng xanh màu hoài, để lớp trai thơ dại đốt đèn học sách đêm dài, cho xin thêm ngày tháng xanh màu hoài, để lớp trai thơ dại đốt đèn đọc sách đêm dài. Mới tắt thì hát sai một chỗ đó.
cho xin thêm mà, cho xin thêm. Tại tham quá nên xin nên lên giọng luôn à. Và các anh chị em thấy không? Nhiều lúc anh em cũng bị nói hát nhép hoài. Lâu lâu hát sai, hát bậy chỗ để cho biết đâu hát nhép gì đâu. Hát nhép gì mà dở vậy? Hát nhép là nhanh hay dữ lắm á. Tại vì hát theo đĩa mà. Bây giờ trên sẽ hát một cái bài rất là hay. Bài nào trên không nói hay. Bữa hổm trên có nói của nhạc sĩ Lê Hữu Hà đó. Bữa trước trên hát cũng nhiều bài của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Còn sót một bài này nè. Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Rất là hay. Và các anh chị kêu mình thưởng thức cái bài này nha. Cứ yêu đi ha. Yêu nhau, yêu thật lòng, yêu bằng trái tim của mình. Chen chỉ mong điều đó thôi. Anh đừng buồn, có đôi khi em hay giận hờn để cho anh quên đi ngày dài với bao đêm suy tư mệt mỏi. Mắt môi đây xin anh đừng chờ, chiếc hôn kia mong anh từng giờ, ngón tay kia xin chờ hững hờ dắt em đi trong đợi chờ. Biết bao ngày đã qua, biết bao chiều xót xa, ngồi đêm những giọt nắng rơi rụng trước mái hiên nhà. Người sao chưa đến với ta, tình sao chưa thấy ghé qua, dù con tim vẫn thiết tha mong xưa cũng bơi theo tháng ngày. Hãy cho em môi hôn nồng nàn, lỡ mai sau duyên ta buồn mang, sẽ không ai cho ta vội vàng, mới yêu đây đây sao vàng. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào, hãy đưa em về nơi cuối trời, giấc mơ yêu cùng anh trọn đời. Bao ngày đã qua, biết bao chiều xót xa, ngồi đêm những giọt nắng rơi rụng trước mái hiên nhà. Người sao chưa đến với ta, tình sao chưa thấy ghé qua, dù con tim vẫn thiết tha mong xưa cũng vơi theo tháng ngày. Hãy cho em môi hôn nồng nàn, lỡ mai sau duyên ta phù phàng, sẽ không ai cho ta vội vàng, mới yêu đây này sao phù phàng. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào, hãy đưa em về đời cuối trời, giấc mơ yêu cùng anh trọn đời, giấc mơ yêu cùng anh trọn đời. Cái bài này của mấy anh chị yêu cầu bữa hổm. Trên cũng chúc mấy anh chị cứ yêu nhau vậy ha. Cứ yêu nhau giống như mới yêu lần đầu vậy, cho nó mới mẻ ha. Chứ mấy cô chú bác cứ nói già rồi con ơi, nó cũ xèm hết rồi. Nếu mà mình thấy nó mới thì nó mới,
mình cho nó cũ thì nó cũ. Thì thôi vậy cứ nghe cái bài hát của nhạc sĩ Lê Hồ Hà đi, hãy yêu như là chưa yêu lần nào, giống như mới bắt đầu yêu vậy, thì nó sẽ khác liền, phải không? Và các anh chị các em, và bây giờ mình nghe một bài nhạc trẻ của các anh chị trong nước yêu cầu trên nè. Cũng thấy lạ lạ mà trên cũng cũng chưa hát bao giờ, Ta Chẳng Còn Ai. Cũng hay lắm và các anh chị em cũng buồn buồn. Bây giờ mình thưởng thức nha, vừa hát nhạc mùi xong rồi nhạc lính, bây giờ nhạc trẻ ha. Mang theo trái tim em bao buồn đau, bỏ đi rất xa quê nhà nơi có người hận ghét đôi ta. Để em nơi đây cô đơn với nỗi đau riêng mình em, chẳng còn ai xót thương duyên tình của đôi mình ngày sau anh ơi. Ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều. Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu. Cô đơn anh
bài hát lạ lạ và các anh chị các em. Nhạc nhạc trẻ bây giờ á, thấy lạ. Cô bác anh chị các em nhớ lúc mà trên chia sẻ mấy cái thằng cán bộ ha, mấy bất cứ một thằng nào mà nó cai trị trong đất nước á, mà hở mà có gì cái nó cong giò nó chạy đó, cũng giống như đất nước Sri Lanka vậy, thì thấy rõ ràng là một người lãnh đạo quốc gia mà có chuyện cái cong giò bỏ chạy tuốt, để lại cho dân muốn làm gì đó làm loạn sàn ngầu lên, thì được biết là bất tài vô dụng rồi, phải không? Bởi vậy nói tới cái vụ mà cong giò chạy đó làm cho anh nhớ tới một câu chuyện rất vui. Trước khi cho anh tạm biệt, cho anh nói luôn, nhắc lại chút xíu thôi. Cô bác anh chị còn nhớ ông Hồ không? Ai mà không nhớ. Nó ám ảnh mà. Không phải nhớ là tại thương đâu ạ. Mà nhớ cái này là tại vì ám ảnh. Thấy không? Ám ảnh trong tâm trí của rất rất nhiều người. Nói không là hồ tặc đó. Chị nhớ cái vụ mà cong giò bỏ chạy. Chị nhớ lúc mà ông ta dụ mấy người Tây, gạt mấy người Tây bán đồ gọt đồ gì gốm sứ. Gốm sứ của Trung Cộng đó. Nghe mắc cỡ luôn bà các anh chị em. Bán đồ gốm giả cổ. Thấy không? Là biết là xạo rồi, phải không? Cũng ráng lừa người ta đi bán. Cái bắt đầu bán xong, cái bắt đầu vừa giao hàng xong cái giọt lẹ mất tiêu. Tại sợ, sợ nó phát hiện đồ đồ giả, xong rồi nó bắt làm sao. Vậy chứ trong nước Việt Nam nó đăng mấy cái đó lên, cái nó tuyên dương. Trời ơi, Bác Hồ thông minh lắm. Bán đồ giả, vừa mà giao hàng một cái là cong giò chạy mất liền. Công nhận bác ta rất là tài tình, thông minh. Ở trên nói tới cộng sản mà cái gì cũng khen được. Nó lừa gạt, phải không? Nó đi lừa làm ăn gian dối, lừa gạt mà nó còn đi tôn vinh lên là biết cỡ nào rồi. Cho nên cái băng đảng này tới giờ này nó cũng lòi cũng gần hết rồi. Có gì nó giấu ở đâu bà các anh chị các em. Cho nên nó sắp tới thời rồi. Trên nói cái buổi livestream ngày hôm nay xong mà trên cũng còn vui, trên tin đó. Trên có một cái lòng tin rất là mãnh liệt, không phải anh chị em, khi trên nhìn những người dân ở mấy cái người dân đang mà đi chạy vào những cái ngôi nhà giàu á của mấy thằng mà cán bộ đó ở bên đất nước Sri Lanka đó. Bởi vậy nói tới cong giò chạy sao tự nhiên nhớ tới hình ảnh của hồ tặc mới ghê chứ. Cái gì cũng vậy, làm ăn gian dối rồi trốn, rồi bày đặt cô bác anh chị em viết chữ Hán, chữ làm thơ đường đồ hang, thơ tống đồ gì dữ dội lắm. Còn tiếng Việt viết thì sai chính tả. Vậy chứ cũng là cha già dân tộc. Rồi làm hàng nhái, hàng giả, kiếm tiền. Xong đã đời, có anh chị các em thấy không? Người ta đặt hàng cũng làm hàng nhái, hàng giả. Xong rồi xong cái giao hàng nhận tiền xong trốn mất tiêu. Đổi tên đồ tùm lum tùm la. Bởi vì cái thứ mà gọi là cái gì? Cái thứ buôn gian bán dối, cái thứ đầu đường xó chợ. Xin lỗi ông bà các anh chị các em. Rồi sao? Hôm thứ bảy Trang có nói đó. Nói ra cái câu cha già dân tộc mắc cỡ dễ sợ luôn á. Mà ai mà dùng cái câu đó là phải nói rằng không biết cái tri thức để đâu, cái bộ não để đâu. Thấy không? Lần tới Trang sẽ livestream về cái bộ não. Và các anh chị các em coi não để đâu. Thấy không? Chúng ta sẽ rà soát coi, rà soát coi cái bộ não cộng sản nằm ở đâu, với lại bộ não của Bưng Bơ nằm ở đâu ha. Mai mốt Trang sẽ làm cái livestream chủ đề đó. Bây giờ thì Trang phải tạm biệt cả nhà của mình. Trang rất là cảm ơn những món quà những cô chú bác tặng cho Trang ở bên YouTube và bên Facebook nha. Bữa nay là dù cho có những cái chúng ta không mong muốn sắp tới sẽ xảy ra, nhưng mà Trang có nói cái câu là cùng thì tắc biến, biến thì tắc loạn, mà loạn thì tắc không. Mình phải chấp nhận và mình phải vui mừng về điều đó, bởi vì có như vậy mới thay đổi được. Còn không là sẽ cứ cái kiểu này hoài, sống qua ngày chờ qua đời đó ông bà can chị kem. Cho nên nó phải có những biến cố xảy ra để mới thay đổi được. Và Trang tin rằng thời gian tới, Trang rất là tin tưởng vào cái lũ mà cái chế độ cộng sản này sẽ sạch sẽ trên cái hành tinh này, để đem lại một cái sự bình an cho con người. Chứ ngày nào mà còn cái lũ này thì không có ai được bình an đâu. Không có ai được bình an. Tại vì có anh chị em thấy không, nuôi cho nó giàu nó mập lên rồi nó cũng ăn cháo đá bát à, nuôi cho nó giàu nó mập rồi nó cũng giết chết à, đúng không? Chúng ta nhìn lên lịch sử có phải không? Bà Cát Thanh Long đó, bà Nguyễn Thị Năm đó, nuôi Việt Minh, nuôi thời Việt Minh luôn, nuôi thời của hội tặc, nuôi hết mấy đàn em của ông ta cuối cùng cũng bị giết à. Và cái thực tế chúng ta nhìn thấy không, Tàu Cộng cũng vậy, mà phương Tây đã giúp đỡ cho nó giàu có chứ còn gì nữa, phương Tây chứ còn gì nữa, thấy không? Cũng là tư bản.
giúp đỡ cho bọn Việt Cộng cũng vậy, cũng có ăn có mặc, ăn sung mặc sướng, ăn đồ Tây uống rượu Tây. Chứ nếu mà không có phương Tây lấy đâu có rượu Tây mà thịt ngon đồ mà ăn chứ, phải không? Cho nên rốt cuộc rồi sao? Cũng là muốn làm bá chủ thiên hạ, cũng muốn đứng đầu trên cổ người ta. Cho nên cái thứ Cộng sản, cái thứ Việt Cộng, cái thứ cho nói là cái thứ ăn cháo đá bát, nó nuôi cho nó mập rồi nó cũng quay lại nó giết mình à. Thật sự là như vậy. Bây giờ đó là ai cũng nhìn ra hết rồi. Trên tạm biệt cả nhà của chú bác anh chị em ở đây. Và trên không quên chúc cả nhà của mình khỏe mạnh và bình an ở trong cái tâm hồn của mình. Rồi yêu thương nhau thật nhiều nha. Giống như cái bài hát của nhạc sĩ Lê Hù Hà vậy, hãy yêu như chưa yêu lần nào, vậy đi cho nó mới, phải không? Chứ đừng nói là cũ rồi. Chen cũng mới có 2 tuổi chứ nhiêu, đâu có cũ gì đâu. Mới 2 tuổi mà cũ gì, còn mới tin à. Cho nên cứ yêu đi. Và các anh chị em cứ yêu như chưa yêu lần nào. Chúng ta cứ mỗi ngày cứ thương nhau giống như là mới bắt đầu vậy. Mới bắt đầu vậy thì sẽ thấy thương dữ lắm. Còn mà cứ nói là cũ xèm rồi, ôi nhìn mặt thấy chán quá, nhìn hoài thấy quải quá, thì lúc đó hơi bị mệt ạ. Còn Chen thì sẽ không bao giờ chán ông bà các anh chị các em đâu. Không biết ông bà, cô chú bác, anh chị em có chán Chen hay không, chứ Chen không có chán. Bởi vì Chen chán là Chen đâu có ngồi đây đâu, đúng không? Chen chán là đâu có hát hò gì nữa, đã chán rồi ha. Còn gì đâu nữa mà hứng thú gì đâu mà nói với hát hò nữa. Nhưng mà Chen sẽ không bao giờ chán. Ai chán Chen thì chán, không sao, ai chửi Chen thì cứ chửi. Mà Chen vẫn như vậy đó, vẫn mỗi ngày cười hề hề vậy. Và cũng gửi một cái thông điệp đến các bạn trẻ trong nước Việt Nam. Chiến đấu mà không gian nan thì chiến thắng sẽ không vinh quang. Điều đó là ai cũng hiểu. Bởi vì bất cứ một cái gì bạn muốn vượt qua được thử thách thì phải có gian nan. Nhưng mà vượt qua được rồi, dẹp qua cái gian nan đó rồi, thì bạn sẽ có một cái sự vinh quang của chính bạn. Không cần phải cho ai cả, cho chính mình là thấy một hạnh phúc rồi, phải không? Và các anh chị các em, thứ tư mình sẽ gặp lại nhau nha. Chen cũng mong lắm, tại vì Chen còn nhiều chuyện để nói dữ lắm. Tại Chen nhiều chuyện mà. Chen là một cái cô bé rất nhiều chuyện. Chen nói thẳng vậy luôn, nói luôn cho ông bà các anh chị em, nên khỏi ai chửi Chen nữa hết. Còn khỏi nói Chen nhiều chuyện, Chen rất nhiều chuyện, đúng vậy. Chen nói hoài không hết mà, cho nên đó là sự thật chứ đâu có gì đâu chối. Chen tạm biệt đây, để thành nhiều chuyện thiệt.